À, bây giờ mình sẽ sang cái ARM vận chuyển ha. Cấu trúc của ARM vận chuyển đó, mình sẽ thấy là thứ nhất là chiều dài của nó là từ 73 đến 93 nu. Cái thứ hai nữa là mình xem cái hình dạng của ARM vận chuyển nè. Thì cái cấu trúc này mình gọi là nó gấp cuộn thành cấu trúc hình lá chạy pha. Đây ha, đây. Gấp cuộn thành lá chạy pha. Rồi thì ở trên cái cấu trúc của TARM á, nó sẽ có một số cái vị trí mà mình cần để ý như sau. Thứ nhất là cái vị trí gắn với lại amino acid là ở đầu 3,OH. Và cái đầu 3,OH này á, thì nó sẽ có cái trình tự kết thúc là CCA. Thì khi mà mình đọc bất kỳ một cái phân tử ADN hoặc ARN á, thì mình sẽ đọc theo cái hướng từ 5 đến 3 này. Cho nên nó là mình để nói là cái trình tự ngay cái chỗ mà 3,OH này á, là đọc theo hướng 5 đến 3 thì nó là CCA nha, là nơi để mà gắn với lại amino acid nha. Rồi tiếp theo, ngoài ra thì trên TARN nó sẽ có một cái vòng ở đây nè, nó gọi là cái vòng anticodon. Và cái vòng anticodon này á, thì nó sẽ gắn đối mã với cái codon trên ARN thông tin. Và để mình biết được á, là cái ARN vận chuyển này á, nó mang cái axit amin nào, thì mình sẽ coi thử cái anticodon của nó, thì mình sẽ biết là nó mang cái axit amin loại nào nha. Cô ví dụ như vậy đi. Ở đây á, anticodon á, thì mình lại đọc theo cái hướng là 3 đến 5 phẩy. Bởi vì là anticodon á, thì nó sẽ gắn đối mã với lại cái codon trên ARN thông tin. Mà codon trên ARN thông tin á, thì nó là mình sẽ đọc theo cái hướng 5 đến 3 rồi. À, tức là cái hướng dịch mã của nó là hướng từ 5 đến 3 phẩy. Cho nên là mình đã đọc cái codon trên ARN thông tin theo hướng này rồi đó, thì mình sẽ đọc cái anticodon nó ngược hướng lại là hướng 3 đến 5 phẩy. Khi mà đọc anticodon để mình biết đó là cái axit amin mã hóa cho nó là cái axit amin nào. Ví dụ mà các bạn đọc ngược lại á, thì các bạn sẽ ra cái codon nó bị ngược, codon trên ARN thông tin nó bị ngược. Cho nên nó là khi mà các bạn tra trong cái bảng mã di truyền á, các bạn sẽ ra cái tên axit amin nó bị lộn, nó bị sai cái tên axit amin nha. Cho nên nó là đối với lại cái anticodon trên ARN không vận chuyển á, thì mình sẽ đọc nó theo hướng từ 3 đến 5 phẩy để nó bổ sung với lại ARN thông tin theo cái hướng từ 5 đến 3 phẩy nghe. Rồi như vậy thì muốn biết cái TARN này mang cái axit amin gì á, thì mình sẽ coi cái anticodon của nó, rồi sau đó mình sẽ tìm ra được cái codon này. À, thì cái codon này là GCC, thì nó sẽ gắn đối mã với lại anticodon là CGG. À, thì từ đó mình tìm cái GCC này, mình tra trong bảng mã di truyền á, mình sẽ biết được là nó vận chuyển cho cái axit amin nào nha. Rồi tiếp theo nó còn có những cái vòng khác nữa ha, là vòng DHU để mà nhận diện enzyme amino acid TARN synthetase. Tức là cái enzyme này là enzyme giúp cho gắn cái amino acid vào TARN nha. Rồi một cái vòng nữa là vòng TCC ha. Là như vậy thì á, các bạn có thể nhìn ở trên cái phân tử TARN á, các bạn thấy á, là ngoài bốn cái loại nu chính là AUGC ra, thì nó còn có những cái loại nu nào nữa không? Mình có thấy có những cái loại nu nào nó lạ lạ không? Đúng rồi, mình thấy nu D. Mình thấy nu nào nữa? Mình còn thấy nu nào nữa không? Đúng rồi, nu T. Nu T thì chỉ có ở ADN thôi. Mà ở đây là trên ARN mình cũng thấy cái nu T. Rồi, tiếp nha lớp. Mình sẽ thấy là ở trong cái trên phân tử TARN á, ngoài bốn loại nu AUGC ra thì mình còn thấy nó có thêm nu D nè, nu T nè, nu C nè. Đây, cái tên C là cái này nè, ha, nu C nè. Rồi, mình thấy nó có thêm M1G, M2G. Nếu mà các bạn mà có cái cuốn sách sinh học phân tử á,
thì các bạn mở ra các bạn xem sẽ thấy là nó có những cái nu M1, 1G, M2, 2G ha. Thì những cái nu đó là những cái nu mà bị biến đổi nha, để cho nó tích hợp với lại cái TRN để nó vận chuyển amino acid ha. Như vậy thì trong ba loại ARN á, thì chỉ có TRN là nó mới có các cái base editor bị biến đổi thôi em, còn các cái ARN khác thì nó không có ha. Rồi tiếp theo nè, như vậy thì cái vai trò của TRN nó là chất nối trung gian, tức là cái TRN này á, nó sẽ gắn với lại cái amino acid. Cái nơi gắn với amino acid thì hồi nãy mình mới coi rồi, nó là ở đầu 3'OH có trình tự kết thúc là CCA ha. Rồi xong rồi đó, nó sẽ mang cái amino acid này để nó đi tới cái thằng ribosome, và khi mà nó đi tới ribosome như vậy á, thì nó sẽ gắn đối mã với lại cái codon đang nằm ở trên ARN thông tin, và nó sẽ sinh tổng hợp cái protein tương ứng ha. Rồi thì ở đây á, mình có hai cái câu như thế này. Thứ nhất đó là mỗi TRN thì chỉ vận chuyển được một loại amino acid xác định thôi ha. Rồi tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại nói là mỗi cái TRN thì chỉ vận chuyển được một loại amino acid xác định? Rồi mình nhìn qua bên này ha. Đây, mỗi cái TRN á ha, thì nó sẽ có một cái anticodon cho nó, đúng chưa? Và cái anticodon này nó sẽ gắn đối mã với một cái codon nhất định ha. Và mỗi amino acid như vậy thì nó chỉ có một cái nơi để mà gắn với lại amino, mỗi cái TRN á, tôi xin lỗi, mỗi cái TRN á thì nó chỉ có một cái chỗ để nó gắn với amino acid thôi. Nghe. Đó, thì nó chỉ vận chuyển là gì? Một loại amino acid nhất định, tức là nó vận chuyển đúng cái loại amino acid mà do cái codon này nè, do cái codon trên ARN thông tin mã hóa đó ha. Rồi cái trường hợp số 2 là mỗi amino acid thì lại được vận chuyển bởi một số TRN khác nhau ha. Thì ở đây cô có giải thích cho mình là bởi vì nó có hiện tượng codon đồng nghĩa, có nghĩa là làm sao? Hai cái này nó hoàn toàn không 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 có giống nhau nha, đừng có lộn chỗ này nha. Mỗi TRN chỉ vận chuyển một loại amino acid xác định là bởi vì là gì? Ở trên cái TRN á, trong cái công thức của nó đó, trong cái cấu trúc của nó đó, thì á, cái TRN này nó chỉ có một cái chỗ là anticodon này thôi nè. Cho nên là nó sẽ gắn đối mã với một cái codon nhất định, mà cái codon này nó đã mã hóa cho cái axit amin đó rồi. Như vậy thì nó mang cái anticodon này á, nó mang cái axit amin đó rồi thì nó sẽ không có mang cái axit amin khác nữa. Hiểu ý cô nói ha? Có nghĩa là nếu như mà cô ví dụ đi. Ví dụ ha, mình tra cho cô coi thử là cái TRN trong cái hình này nè, nó sẽ mang cái amino acid tên gì vậy? Nếu mà mình có sắt ở đó hoặc là mình mở cái file sắt ra. Cô có gửi qua cho mình ở trên cái, hoặc là xuống dưới đây sự phiên mã và mã di truyền đi, rồi xuống dưới đây đi, nó có một cái bảng mã di truyền luôn đây. Rồi bây giờ nè, giờ làm sao biết được là nó vận chuyển cho amino acid nào? Hồi nãy cô nói sao, mình sẽ coi chứ cái anticodon mình sẽ đọc theo cái hướng từ 3 phẩy đến 5 phẩy, để cho cái codon mà mã hóa cho nó đó thì sẽ đọc theo cái hướng 5 phẩy đến 3 phẩy. Như vậy mình sẽ tìm cho cô lấy codon là GCC, được không? Rồi mình tìm thử cái GCC này nó mã hóa cho axit amin gì, thì là cái TRN này nó vận chuyển cho cái axit amin đó, hiểu không? Vậy đó, chứ mình đừng có đọc lộn thành CGG là mình tra nó ra tên axit amin khác á em. Rồi bây giờ xuống dưới đây, xuống cái mã di truyền nè, đọc GCC nè. Đây là cái nu thứ nhất ha, G đây, nu thứ hai đây, C đây, nu thứ ba, C đây. Rồi GCC thì nó là alanin nha, tức là cái TRN trong cái hình á nó sẽ vận chuyển alanin. Rồi nhưng mà ở đây nè, nếu mà hồi nãy mà các bạn đọc bị sai á, là các bạn đọc là CGG đó, thì nó lại vận chuyển cho cái axit amin khác, C nè,
G C C G chứ lộn C C G nè, thì nó lại vận chuyển cho cái acid amine protein, nó bị sai tên ha. Cho nên là khi khi mà các bạn xem á, thì các bạn phải để ý nha, là mình sẽ TARN thì cái anticodon mình sẽ đọc theo hướng 3 phẩy đến 5 phẩy, để mà nó đối mã với cái codon là theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy, thì mình từ cái codon đó mình mới ra được cái tên acid amin tương ứng mà cái thằng TARN nó vận chuyển em. Rồi như vậy á, thì bây giờ là khi mà cái TARN này đi qua cái hình đây, bây giờ TARN đó đó nó mang alanin tới đây xong, nó quăng cái alanin vô trên cái chuỗi polypeptide xong, là cái TARN này nó sẽ được phóng thích đi khỏi dạng tự do, tại vì nó chỉ mang nhiệm vụ của nó là chỉ mang amino acid tới rồi nó quăng lên trên cái chuỗi polypeptide của thằng ribosome đang tổng hợp, xong rồi nó sẽ đi về tế bào chất. Nó TARN nó ở dạng tự do, nó sẽ đi về tế bào chất. Như vậy thì cô mới hỏi là gì, nếu mà cái TARN đó đó, cái TARN này nè, nó mang cái alanin này đi, nó tới đây xong nó quăng lại đây, nó quăng lên cái chuỗi polypeptide đây, xong rồi khi mà nó rời khỏi cái ribosome này á, thì nó đi ra thì nó không còn acid amin nữa. Như vậy thì cái lần sau á, cái lần sau nó lại đi vận chuyển amino acid tiếp, thì cô mới hỏi là nó sẽ vận chuyển cái amino acid là alanin luôn hay là nó lại vận chuyển amino acid khác tên. Alo. Các bạn hầu hết là nói nó vận chuyển amino acid khác. Rồi bây giờ các bạn nhìn lại câu cô nói nè. Mỗi TARN chỉ vận chuyển một loại amino acid xác định, đúng không? Như vậy thì ở đây ấy, nó lúc đầu nó đã vận chuyển alanin rồi, có nghĩa là đây nè, cái hình này là nó đã vận chuyển ở đây là alanin tương ứng với lại cái anticodon của nó là CGG, đúng không? Như vậy thì bây giờ nó quăng thằng alanin lên trên cái ribosome xong, để vô cái chuỗi hình thành acid amin xong, bây giờ nó đi về tế bào chất, thì lần sau á, cô hỏi cái anticodon này của nó có đổi không? Anticodon này của nó vẫn là CGG hay là anticodon của nó bị biến đổi tiếp? Anticodon của nó vẫn là CGG chứ. Như vậy thì nếu mà nó đã là CGG rồi thì nó phải mang axit amin tên gì? Có phải là axit amin tên là alanin không? Để mà này, bởi vì là CGG nó đối mã với GCC, và GCC thì mã hóa cho alanin. Như vậy thì lần sau nó lại phải mang alanin tiếp chứ nó đâu có mang axit amin khác được. Hiểu ý không? Do đó mới có cái câu là gì? Mỗi TARN chỉ vận chuyển một loại amino acid xác định. Vận chuyển xong rồi đó, quăng qua cái chuỗi polypeptide xong rồi đó, đi về tế bào chất, thì lần sau ở cái chỗ đó là codon. Codon là GCC thì phải do cái thằng TARN mang alanine tới chứ không phải mang cái thằng khác tới. Hiểu ý chưa? Rồi nghe. Rồi, còn cái ý thứ hai là mỗi amino acid thì được vận chuyển bởi một số TARN khác nhau. Như vậy ý này có nghĩa là gì? Nó có cái hiện tượng là codon đồng nghĩa. Có nghĩa là ví dụ như là cái acid amin mà hồi nãy giờ mình đang ví dụ là alanin đi, thì cái alanin này nó sẽ được vận chuyển bởi mấy loại TARN. Mình muốn biết nó được vận chuyển bởi mấy loại TARN thì mình phải coi cái codon đồng nghĩa với nó có mấy loại codon đồng nghĩa. Đây cái bảng mảng di truyền đây ha. Rồi, alanin đây. Bây giờ cái codon GCG nó cũng mã hóa cho alanin, mà GCA cũng mã hóa cho alanin, mà GCC rồi GCU nó cũng mã hóa cho alanin. Như vậy thì chỉ có một mình thằng alanin thôi, nhưng mà nó có tới bốn cái loại TARN có thể đi vận chuyển alanin. Đó, bởi vì là bốn cái loại TARN này là có bốn cái gì, bốn cái cô đông trên cái mã ARN thông tin ha. Như vậy thì dĩ nhiên là gì, nó sẽ có những cái anticodon đối mã riêng với nó, cho nên là gì, có một cái axit amin là alanin thôi, nhưng mà nó có tới bốn cái loại TARN có thể để mình vận chuyển alanin. Ok nha. Rồi, cho nên hai cái đó mình đừng có nhầm lẫn với nhau nghe.
Rồi tiếp theo. Rồi như vậy ở đây cô có hai cái câu hỏi này. Một á là một loại TRN có thể mang nhiều loại amino acid khác nhau. Đúng hay sai? Nếu sai thì sửa như thế nào cho đúng? Câu thứ hai, mỗi amino acid được vận chuyển bởi một TRN là đúng hay sai, và sai thì sửa lại như thế nào cho đúng? Rồi, câu số 1. Sai. Vì mỗi TRN chỉ có thể vận chuyển một loại amino acid xác định. Câu số 2 sai. Vì mỗi loại amino acid có thể được vận chuyển bởi một số loại TRN khác nhau. Ok. Rồi đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi đó. Rồi tiếp theo nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái phản ứng chủ yếu trong sinh tổng hợp protein ha. Thì nó sẽ có các cái phản ứng như sau nè. Một đó là amino acid hóa. Thôi đừng ghi nữa. Nãy giờ mình qua cái câu đó rồi, đừng ghi nữa. Rồi, một đó là amino acid hóa. Thì amino acid hóa có nghĩa là quá trình gắn amino acid lên cho TRN ha. Rồi, thì khi mà gắn amino acid lên TRN đó, nó sẽ được xúc tác bởi cái enzyme là amino acid TRN synthetase nha, và sản phẩm tạo thành là amino acid TRN. Thì cái quá trình này mình sẽ được học trong bài dịch mã ha. Rồi tiếp theo là quá trình phật minh hóa TRN mở đầu. Thì quá trình này á nó chỉ xảy ra đối với lại prokaryote thôi nha. Và tiếp theo là gắn những yếu tố nối dài rồi gắn ribosome để mà nó tiến hành dịch mã ha. Rồi nhận diện cô đông với anti cô đông. Cô đông là cái gì vậy mấy đứa, và anti cô đông là cái gì ạ? Nãy giờ nói vòng vòng thì còn nhớ không? Cô đông với anti cô đông. Cô đông là bộ ba mã hóa, thì cô đông nó sẽ nằm ở trên phân tử nào đó? Cô đông là bộ ba mã hóa nằm ở trên ARN thông tin, còn anti cô đông là bộ ba đối mã và nó sẽ nằm ở trên phân tử TRN nha. Rồi tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái sự biến đổi của TRN ha. Thì đầu tiên á là ADN nó sẽ được phiên mã thành cái bản đầu tiên gọi là bản tiền ARN vận chuyển. Và sau đó tiền ARN vận chuyển này nó sẽ được biến đổi thành ARN vận chuyển trưởng thành. Thì ở OK và PROK nó đều có cái quá trình biến đổi này ha. Như vậy thì nó sẽ có cái quá trình biến đổi này, nó sẽ trải qua như thế nào ha. Rồi ở đây mình thấy nè, đây là cái TRN, tiền TRN. Đây là tiền TRN. Thì tiền TRN mình thấy nó so với lại cái TRN trưởng thành á, về hình dạng ha, mình thấy nó khác. Cái này nó cồng kềnh hơn, nó dài hơn. Còn bên này mình thấy cấu trúc nó gọn hơn ha. Rồi. Cái nữa là gì? Khi mà cái bản phiên mã đầu tiên á, là tiền TRN này á, nó cũng chỉ có 4 loại AUGC thôi, bởi vì nó được phiên mã trực tiếp từ ADN mà. Đó, cho nên là nó chỉ có 4 loại AUGC thôi. Còn cái TRN trưởng thành á thì ngoài 4 loại AUGC đó ra, nó còn có những cái loại transporter khác mà giống như hồi nãy mình đã coi của TRN trưởng thành nha. Rồi thì nó sẽ biến đổi bằng cách là gì? À, nó sẽ cắt cái đầu 5 phẩy, biến đổi cắt đầu 5 phẩy, rồi nó cắt ở đầu 3 phẩy. Rồi xong rồi nó cắt gọt cho nó gọn. Cắt ở đầu 5 phẩy, cắt ở đầu 3 phẩy, rồi sau đó nó sẽ thêm thêm cái đuôi CCA vào đầu 3 phẩy OH. Tức là thêm cái đuôi CCA vào để cho nó gắn với lại amino acid nha. Rồi sau đó là nó cắt gọt bớt ha, cắt gọt bớt cho nó gọn cái phân tử ADN vận chuyển lại. Rồi nó thêm những cái base nitơ bị biến đổi vào ha, thì cuối cùng á nó mới tạo ra cái TRN trưởng thành ha. Thì đối với lại cái quá trình biến đổi TRN ở PROK với OK nó khác nhau ở cái điểm như thế này nè. Nếu như á mà là cái mà mình đang xem ở đây á là quá trình biến đổi TRN của cái eukaryote. Eukaryote nha.
Tức là khi mà biến đổi đó thì nó phải thêm CCA ở ngay đầu 3,OH. Tại vì là lúc mà nó phiên mã trực tiếp từ ADN ra thì cái chỗ 3,OH này nó không có cái trình tự CCA. Cho nên là sau khi mà nó phiên mã xong rồi đó thì nó mới thêm cái CCA này vào đầu 3,OH để nó gắn với lại amino acid. Còn đối với lại cái prokaryote thì nó khác. Proca thì cái bảng phiên mã đầu tiên và tiền ARN vận chuyển là nó phiên mã trực tiếp từ ADN ra đó, thì nó đã có sẵn cái trình tự CCA ở ngay cái đầu 3,OH này rồi. Cho nên là nó không cần phải gắn thêm CCA vào đầu 3,OH nữa. Nghe, thì đó là điểm khác biệt giữa cái quá trình biến đổi tiền TARN với lại OOK với lại Proca. Rồi, tiếp theo mình đi sang cái phân tử tiếp là ARN không tinh. ARN không tinh. Đây. ARN không tinh á thì mình có một cái cấu trúc của ARN không tinh là gì? Cấu trúc của ARN thông tin á là nó sẽ bao gồm có 3 vùng. Tức là ở đây cô nói chung ARN thông tin của Proca và OK nha, thì nó bao gồm 3 vùng. Cái vùng thứ nhất á là vùng 5,0 mã hóa, chữ UTR này nó được viết tắt từ chữ tiếng Anh này nè, có nghĩa là vùng không mã hóa. Rồi, cái vùng thứ hai là vùng 3,0 mã hóa. Và cái vùng thứ ba đó là cái vùng mã hóa nằm ở giữa này nè. Đó. Như vậy thì sao? Nó chỉ có một cái vùng nhỏ là vùng mã hóa này thôi, còn lại hai cái đầu này á, 5 phẩy với đầu 3 phẩy là hai cái vùng không mã hóa, tức là nó không có dịch mã ra protein ha, mà chỉ có cái phần mã hóa nó mới dịch mã ra protein thôi em. Như vậy thì cái trình tự trên ARN thông tin nguyên vẹn đó, nó chứa trình tự nu nhiều hơn số được dùng để mã hóa cho protein nè. Rồi, đó là đối với lại ARN thông tin ở Proca với OK, điểm chung của nó là gồm có ba cái vùng như vậy. Tuy nhiên ở OK thì sao? OK thì nó còn thêm hai cái vùng nữa, nó có gắn thêm một cái chóp ở đầu 5 phẩy và nó gắn thêm một cái đuôi ở đầu 3 phẩy ha. Để đối với lại cái OK thì vai trò của nó là cái gì thì tí xíu nữa mình sẽ coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vai trò của cái vùng UTR trước ha, vai trò của cái vùng 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 không mã hóa ở hai cái đầu 5 phẩy và đầu 3 phẩy là giúp cho cái ARN nó tồn tại lâu hơn trong tế bào chất trước khi nó bị thoái hóa, do đó là nó sẽ tổng hợp được nhiều protein hơn, thúc đẩy được cái quá trình dịch mã hiệu quả hơn. Thì tại sao vậy? Bởi vì là gì, ARN á, cái phân tử ARN không tinh này nè, nó không có giống như ADN, có nghĩa là nó tồn tại suốt luôn, xong rồi là khi nào mà tế bào phân chia thì nó đi sao chép. Mà ARN thông tin này là một cái phân tử mà cái thời gian tồn tại của nó khá là ngắn ha. Thì bởi vì cái thời gian tồn tại của nó ngắn như vậy á, cho nên là cái phần mà UTR, cái đoạn mà UTR không mã hóa đó, nó sẽ giúp cho cái thằng ARN này nó tồn tại lâu hơn trong tế bào chất, mà càng tồn tại lâu thì nó sẽ càng dịch mã ra được nhiều protein hơn trước khi mà nó thoái hóa nè. Rồi thường thì Proca thời gian tồn tại của ARN thông tin là khoảng 2 phút, còn OK thì thời gian tồn tại của nó nhiều hơn một tí, là 30 phút đến 24 giờ. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ xem cái sự biến đổi của ARN thông tin ở tế bào nhân học ha. Thì như vậy thì ở đây mình không có nói gì tới sự biến đổi của ARN thông tin của Proca hết á. Như vậy thì ARN thông tin của Proca nó sẽ không có biến đổi, mà cái từ ADN á nó tạo ra thì nó là phân tử ARN thông tin trưởng thành luôn, chứ nó không phải là ARN thông tin tiền ARN thông tin nữa ha. Mà đối với lại Proca thì từ ADN nó phiên mã ra là rồi nó phiên mã ra thì cái sợi ARN đó nó gọi là ARN thông tin trưởng thành luôn nha. Còn đối với nhân thật thì nó mới khác thôi. Nhân thật có thì từ ADN nó sẽ tạo thành là tiền ARN thông tin, rồi xong nó mới trải qua quá trình biến đổi rồi nó mới thành ARN thông tin trưởng thành,
xong rồi cái thằng trưởng thành đó nó mới đi dịch mã ra protein ha. Rồi bây giờ mình mới coi cái sự biến đổi của ARN thông tin tế bào nhân thật ha. Thì ARN thông tin tế bào nhân thật á, cái quá trình biến đổi này nó sẽ xảy ra trong nhân ha, bởi vì là nhân thật thì nó có nhân hoàn chỉnh mà xảy ra trong nhân rồi, và dĩ nhiên là xảy ra sau khi phiên mã hoàn tất mà ha. Và quá trình biến đổi này thì nó sẽ có ba cái bước. Đầu tiên nó sẽ gắn chóp ở đầu 5 phẩy, rồi bước số 2 là nó sẽ gắn đuôi ở đầu 3 phẩy, và bước số 3 là nó sẽ cắt và nối ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi đầu tiên là gắn chóp ở đầu 5 phẩy nha. Rồi quá trình biến đổi ở đầu 5 phẩy là giai đoạn gắn chóp. Như vậy thì cái chóp này để làm gì? Cái chóp này nó ngoài cái việc là bảo vệ ARN ra đó, thì nó còn là một cái vị trí để cho cái ribosome nhận diện và gắn vào khi mà nó dịch mã ha. Rồi nó gồm có hai bước. Giai đoạn gắn chóp này gồm có hai bước. Bước thứ nhất là nó sẽ gắn cái guanin vào đầu 5 phẩy nhờ có enzyme là guanin transferase. Và bây giờ mình coi ha. Đây. Bước thứ nhất nè. Đây là cái sợi ARN thông tin, tiền ARN thông tin ha. Rồi, còn cái này là ARN thông tin trưởng thành nè. Như vậy thì bước số 1 á là nó sẽ gắn cái guanin. Ha, đây là cái guanin nè. Rồi nó gắn guanin vào cái đầu 5 phẩy ha, gắn guanin vào đầu 5 phẩy của cái đầu 5 phẩy trước. Rồi sau đó nó mới tới bước số 2 là nó là phản ứng metin hóa chóp. Như vậy thì metin hóa chóp nó theo những cái cách như sau. Theo một trong ba cách nha. Đó. Cách thứ nhất là gì? Mình sẽ thấy cái nhóm metin là CH3 đó. Nó nằm ở ngay cái vị trí nitơ số 7 của cái guanin. Cho nên ở đây mình sẽ gọi tên của cái chóp này á là chóp 7 metin guanosine. Và chóp này thì nó là chóp không. Thì tất cả ARN thông tin tế bào nhân thật đều được gắn cái chóp 7 metin guanosine này. Nghe. Rồi. Sau đó là tới chóp 1. Thì cái chóp số 1 á, chóp số 1 á là cái CH3 này nè, các bạn sẽ thấy là CH3 này nó sẽ gắn vào cái đầu nó sẽ gắn vào cái carbon số 2. Nghe. Cái này là carbon số 2 của cái ba giờ nitơ này, là cái nucleotide này là nucleotide thứ nhất ha. Ở đây là ba giờ nitơ thứ nhất này, đây là nucleotide thứ nhất này. Đó, nguyên cái cục này là nucleotide thứ nhất ha. Như vậy đó là cái chóp số 1. Thì cái chóp số 1 này nó chỉ xảy ra ở hầu hết ARN thông tin nhân thật, có nghĩa là vẫn có một số cái ARN thông tin nhân thật không được gắn cái chóp 1 này nha. Rồi tiếp theo là chóp số 2. Chóp số 2 thì mình thấy là gì? CH3 này nó cũng gắn vào carbon số 2 của cái nucleotide thứ hai, nhưng nó cũng gắn vào cái carbon số 2 nhưng mà nó gắn vào cái nucleotide thứ hai nha, và nó chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ thôi, 10 đến 15% là ARN thông tin nó có gắn cái chóp số 2 này thôi. À, như vậy thì cái chóp bắt đầu nó đánh dấu là đánh dấu không nha, rồi thứ một rồi thứ hai nha. Nè. Tiếp theo là biến đổi đầu 3 phẩy. Thì biến đổi đầu 3 phẩy là cái giai đoạn gắn đuôi, đuôi polea. Và cái đuôi polea này á, nó sẽ gắn vào đâu? Đuôi polea này nó sẽ được gắn vào tiền ARN thông tin khi mà có một cái enzyme tên là polea polymerase nhận diện cái trình tự là AAU, AAA. Thì cái đuôi polea này sẽ được gắn vào phía sau cái trình tự đó. Okay. Rồi. Như vậy vai trò của đuôi polea này để làm cái gì? Vai trò của nó là để bảo vệ ARN ha, và nó sẽ vận chuyển cái ARN này á từ nhân ra tế bào chất. Thì ARN được vận chuyển từ nhân ra tế bào chất thì chỉ để làm một việc thôi, là sinh tổng hợp protein đó. Rồi và một cái vai trò nữa là từ hồi mình học trong bài dịch mã đó, mình sẽ thấy là nó có vai trò vòng hóa ARN thông tin giúp tái sử dụng ribosome, có nghĩa là thay vì ARN thông tin nó ở dạng mặt thẳng như thế này nè thì bây giờ nó sẽ ở dạng vòng vòng hóa trở lại để mà giúp tái sử dụng lại ribosome nó hiệu quả hơn.
Rồi, cái quá trình tiếp theo là quá trình cắt nối. Như vậy thì cắt cái gì và nối gì? À, nó sẽ cắt in trong và nối ép xong. Như vậy in trong là cái gì? In trong là những cái đoạn ở trên cái ARN. À, in trong là những cái đoạn mà nó gắn, nó không có mã hóa protein. Tức là ở trên cái vùng mã hóa đó, trên cái vùng mã hóa của cái thằng nhân thật á, đối với lại ADN á, thì ban đầu á, là trên cái vùng mã hóa đó đó. Rồi lúc nãy có nói là gì? ADN của OK thì nó sẽ bao gồm ở trên cái vùng mã hóa ha, nó sẽ bao gồm có in trong và ép xong xen kẽ nhau ha. Có nghĩa là in trong á, là những cái đoạn mà nó không có mã hóa cho protein, còn ép xong á, thì nó là những cái đoạn mà có mã hóa cho protein. Như vậy thì bây giờ á, khi mà nó phiên mã ra đó, mình nhìn cái hình này ha, khi mà nó phiên mã ra đó thì nó cũng sẽ có ép xong rồi in trong rồi ép xong xen kẽ với nhau ở trên cái vùng mã hóa nha. Rồi như vậy thì khi mà nó phiên mã xong thì nó như vậy nè, cho nên là bây giờ nó phải biến đổi, nó biến đổi bằng cách là nó phải cắt hết cái in trong đi và nó nối những cái ép xong là những cái đoạn mà mã hóa protein lại với nhau nha, để cho nó ra cái phân tử ARN thông tin trưởng thành. Rồi ARN thông tin trưởng thành đó nó mới đi sinh tổng hợp protein. À, thì đó là cái đặc điểm đối với OK. Còn ProK thì nó không có như vậy. ProK thì ở trên cái vùng mã hóa của nó, trên cái vùng mã hóa của nó là nó sẽ gồm toàn là những cái đoạn mã hóa thôi, chứ nó không có các cái đoạn không mã hóa xen kẽ nhau nha. Rồi thì cái quá trình mà cắt in trong và nối ép xong đó, nó sẽ được xúc tác bởi ARN. Thì ARN ở đây là một cái phức hợp giữa ARN nhân nhỏ với lại protein, thì mình gọi chung nó là ribonucleoprotein nhân nhỏ nha. Rồi thì cái nguyên tắc cắt nối á, nó dựa vào cái GU ở đầu 5 phẩy của in trong là vị trí cho, và AG ở đầu 3 phẩy của in trong là vị trí nhận. Ngoài ra nó còn có một cái vị trí nhánh nhiều adenin ở ngay cái vùng ở giữa 3 phẩy với lại 5 phẩy. Rồi mình có thể xem ở đây cái quá trình cắt nối ha. Thì ở đây cô chỉ nói cho mình một cái quá trình cắt nối là dựa vào cái nguyên tắc GU với AG thôi ha. Thì ở đây mình có, đây là ép xong số 1 nè, đây là cái in trong nè, đây là ép xong số 2 nè, ở trên cái đoạn vùng mã hóa của ARN thông tin sau khi mà nó mới vừa được phiên mã từ cái ADN ra đó. Rồi bây giờ nó sẽ cắt ha, thì nó sẽ nhờ có cái enzyme, nó sẽ nhờ có cái spliceosome. Spliceosome thì bản chất nó là ARN nhân nhỏ kết hợp với lại cái protein đó. Đó thì nó sẽ nhờ có cái spliceosome đó để cắt, cắt cái liên kết giữa cái S xong số 1 với lại cái GU ở đầu 5 phẩy ha. Nó cắt xong rồi đó thì nó sẽ hình thành cái liên kết giữa cái GU này nè với lại cái vị trí nhánh E ha. Rồi sau đó đó là thằng thằng spliceosome nó mới cắt tiếp cái đầu AG ở vị trí đầu 3 phẩy đi nè, để giải phóng cái nút hồng lọng này, và hai cái xong số 1 với lại số 2 nó sẽ hình thành cái liên kết với nhau ha, để mà nó nối các cái xong trở lại. Còn cái in trong này ở cái dạng nút hồng lọng cho nên nó sẽ bị tiêu biến trong tế bào chất nha. Rồi như vậy thì khi mà mình so sánh ở ARN thông tin tế bào nhân thật và tế bào nhân nguyên thủy ấy, thì nó sẽ khác nhau một số ý như sau ha. Ở nhân nguyên thủy thì ARN thông tin nó là polycystic trong. Thì polycystic trong là cái gì? Từ hồi bây giờ các bạn hiểu polycystic trong có nghĩa là nó sẽ mang thông tin quy định nhiều trình tự xen nối tiếp nhau, cho nên là nó sẽ mã hóa cho nhiều loại protein liên tiếp. Thì để hiểu được á, tới cái phần phiên mã và tới cái phần dịch mã đi, cô sẽ giải thích thêm nha. Rồi còn ở nhân thật á, thì ARN thông tin của nó là monocyte trong. Monocyte trong mình hiểu nó là nó chỉ mang thông tin quy định cho có một trình tự gen duy nhất thôi, cho nên nó là khi mà nó mã hóa cho protein á, nó chỉ cho ra được một loại protein tương ứng thôi nha, thì mình gọi là monocyte trong. Rồi cái thứ hai nữa là ở nhân nguyên thủy á, thì dịch mã nó xảy ra ngay khi đang phiên mã. Bởi vì sao? Bởi vì á, là sau khi mà nó phiên mã ra ARN, tức là từ ADN mà phiên mã ra ARN thông tin đó, thì cái ARN thông tin này nó là ARN thông tin trưởng thành
nó không có phải đi qua cái quá trình biến đổi nữa, cho nên là nó không có phải chờ khi nào mà nó phiên mã xong rồi nó mới đi dịch mã. Vả lại là cái tuổi đời của cái thằng ARN thông tin nhân nguyên thủy nó rất là ngắn, nó có 2 phút thôi, cho nên nó phải tận dụng thời gian là gì, nó đang phiên mã chưa xong thì nó sẽ dịch mã liền luôn nha. Rồi còn nhân thật thì khác, nhân thật á, thì dịch mã nó sẽ xảy ra sau khi phiên mã hoàn tất, là bởi vì cái ARN thông tin của nhân thật á, khi mà nó được phiên mã từ ADN thành ARN thông tin á, thì cái ARN thông tin đó nó mới chỉ là thằng tiền ARN thông tin thôi. Và bởi vì ở trên đó là nó có cái gì, nó chưa có gắn đầu 5 phẩy gắn chót, nó chưa có 3 phẩy gắn đuôi, rồi trên cái vùng mã hóa của nó cũng rất là lộn xộn, ép xong in trong xen kẽ nhau tùm lum hết, cho nên nó là nó phải gì, nó phải biến đổi cái ha, nó biến đổi xong rồi thì nó mới đi dịch mã, cho nên là dịch mã xảy ra sau khi nó phiên mã hoàn tất. Phiên mã xong nó phải trải qua quá trình biến đổi rồi nó mới đi dịch mã thêm. Rồi và cái ARN thông tin của nhân thật thì tuổi đời nó dài hơn so với lại nhân nguyên thủy, 30 phút đến 24 giờ. Đối với lại nhân nguyên thủy thì ARN thông tin tế bào nhân ARN thông tin đó, nó không hầu như không bị biến đổi. Còn ARN nhân thật đó, thì nó phải bị biến đổi qua các cái bước là như nãy giờ cô nói đó, gắn chót ở đầu 5 phẩy, tóc chót đó nó tên là 7-metilguanosine, rồi gắn đuôi ở đầu 3 phẩy tên là cái Dubolia, và cắt in trong nối xong. Rồi tiếp theo mình sang một cái ARN thông tin khác là ARN thông tin ngược. Thì ARN thông tin ngược á, nó có vai trò gì đây? ARN thông tin ngược á, nó là một cái trình tự bổ sung với lại trình tự ARN thông tin, và nó dùng để ngăn cản dịch mã. Tức là khi mà có ARN thông tin ngược này á, thì cái quá trình dịch mã ARN thông tin nó không xảy ra. Và người ta nhận thấy là gì? Cái nhờ có ARN thông tin ngược này mà nó là một trong những cái cơ chế để chống lại sự nhảy ngược hay là virus. Tức là khi mà virus mà xâm nhiễm vào trong tế bào đi, mà nếu mà có ARN thông tin ngược và đối mã với cái ARN của virus đó đó, thì nó giúp cho cái quá trình là gì, không có dịch mã ra được cái protein của virus đó, cho nên virus đó nó sẽ không có xâm nhiễm, nó sẽ không có nhân lên được ở trong cái tế bào của mình. Rồi cái loại ARN tiếp theo là ARN nhân nhỏ với lại các cái ARN tế bào chất nhỏ, thì hai cái loại này á, nó chỉ có ở tế bào nhân thật thôi, mình lưu ý nha, hai loại này chỉ có ở tế bào nhân thật. Và đầu bài của ARN á, thì cô cũng đã có một cái sơ đồ cho mình coi rồi đó, để bây giờ mình nhắc nhớ lại nè, hai cái loại nhân nhỏ với lại tế bào chất nhỏ thì chỉ có ở tế bào nhân thật. Và đối với lại ARN nhân nhỏ thì nó sẽ kết hợp với lại các cái protein để tạo thành ribonucleoprotein nhân nhỏ, và những cái ribonucleoprotein nhân nhỏ này á, thì nó được gọi là các cái lysosome, và nó giúp cho cái quá trình biến đổi từ tiền ARN thông tin thành ARN thông tin trưởng thành. Thì mình đã có học là gì, ARN thông tin ở dạng tiền ARN thông tin á, nó còn có một cái tên gọi khác là ARN nhân không đồng nhất, tức là HNARN đó ha. Thì á, trong cái spliceosome này nó có 7 loại, trong đó U1 với U2 nó giúp cho cái việc sửa đổi HNARN thành ARN thông tin trưởng thành, còn U3 thì nó giúp sửa đổi cái tiền ARN vẫn tiền ARN ribosome ha, thành ARN ribosome của tế bào chất. Rồi tiếp theo là các cái ARN tế bào chất nhỏ thì nó cũng liên kết với protein để tạo thành ribonucleoprotein tế bào chất nhỏ, và nó liên quan đến việc xử lý tín hiệu xuất, và nó sẽ xuất các protein vào lưới nội chất. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang sự phiên mã và mã di truyền nha. Bây giờ trước khi đi sang sự phiên mã và mã di truyền đó, các bạn trả lời cho cô đi. Các bạn trả lời cho cô những cái câu này đi ha. Các bạn cho cô biết là ở prokaryote thì những loại ARN nào trong số 3 cái loại ARN mà mình đã học á, thông tin vận chuyển với lại ribosome, thì những loại ARN nào nó phải trải qua quá trình biến đổi từ tiền ARN mới thành ARN trưởng thành
rồi nó mới tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. Và đối với lại eukaryote thì những loại ARN nào nó phải trải qua quá trình biến đổi từ tiền ARN thông tin, từ tiền ARN thành ARN trưởng thành rồi mới sinh tổng hợp protein. Nhắc lại câu hỏi nha, là ở ProK và OK cho cô biết là những cái ARN mà mình đã học đó ha, thì có những cái ARN nào nó phải trải qua quá trình biến đổi từ tiền ARN thành ARN trưởng thành, rồi cái ARN trưởng thành đó nó mới sinh tổng hợp protein. Rồi mình suy nghĩ mình trả lời cho cô đi nha. Ở prokaryote thì sẽ có hai loại ARN mà phải trải qua quá trình biến đổi từ tiền ARN thành ARN trưởng thành là tRNA với lại RNA nha. Rồi, còn ở eukaryote thì sẽ có ba loại ARN là tRNA, mRNA và RNA. Nó sẽ tham gia quá trình biến đổi từ tiền ARN thành ARN trưởng thành. Bởi vì là gì, cái hình hôm trước mình xem á, cái hình hôm trước mình xem là cô mở lại cái hình cho mình coi. Rồi các loại ARN nè, đây mình có các loại ARN đó, thì hôm trước mình có nói là gì, ở tế bào nhân thật nó chỉ có những cái này thôi nè, tức là ở tế bào nhân thật thì ở tế bào nhân nguyên thủy thì nó sẽ không có ARN tiền ARN thông tin ha, mà nhân nguyên thủy và nhân thật đó, đều có tiền ARN ribosome và tiền ARN vận chuyển, cho nên cả hai cái này đều phải biến đổi thì mới thành ARN ribosome và ARN vận chuyển trưởng thành được nha. Còn đối với nhân thật thì nó phải qua thêm một cái nữa là nhân thật thì nó mới có tiền ARN thông tin, còn nhân nguyên thủy thì không có tiền ARN thông tin này nha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ học tiếp cái phần phiên mã và mã di truyền ha. Rồi bây giờ mình nhìn cái hình mình cho cô biết coi sự phiên mã đối với lại ProK xảy ra ở đâu và OK nó xảy ra ở chỗ nào. Rồi lớp ơi, phiên mã ở ProK xảy ra ở vị trí nào trong tế bào, còn OK xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? Rồi các bạn trả lời đúng rồi đó, ở ProK thì phiên mã xảy ra ở tế bào chất và ở OK thì nó xảy ra ở trong nhân. Rồi mình nhìn cái hình nè, sau khi nó phiên mã OK nó xảy ra trong nhân xong á thì nó sẽ biến đổi thành ARN thông tin trưởng thành, rồi xong rồi nó mới đi ra ngoài tế bào chất để nó tham gia sinh tổng hợp protein ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nguyên tắc chung của sự phiên mã nha. Rồi thứ nhất là gì, đa số chỉ một trong hai mạch ADN được phiên mã thì mình gọi đây là phiên mã bất đối xứng, và ADN đóng vai trò là dị xúc tác. Dị xúc tác ở đây có nghĩa là ADN nó làm khuôn để xúc để cho tổng hợp một cái phân tử mới là phân tử khác nó, tức là ARN ha, cho nên ở đây gọi là dị xúc tác. Rồi cho cô hỏi cái nguyên tắc thứ nhất này nó giống hay là nó khác với lại sao chép gì đó, và nó khác là chỗ nào, nó giống như thế nào? Chỉ một trong hai mạch ADN được phiên mã. Rồi mình nói khác nhưng mà mình không nói khác được ở chỗ nào. Nó khác với sao chép, bởi vì là sao, đối với sao chép á thì cả hai mạch đều được sử dụng làm khuôn. Có phải là mình học sao chép là theo nguyên tắc bán bảo tồn đúng không? Cho nên là khi sao chép như vậy thì hai cái mạch mẹ á, nó tách ra làm hai rồi nó làm khuôn để mà tổng hợp lên hai cái mạch con ha. Còn đối với lại khi phiên mã thì chỉ có một mạch làm khuôn thôi ha, còn mạch kia nó không có làm khuôn để tổng hợp lên ARN. Rồi cái enzyme tham gia phiên mã đó là enzyme ARN polymerase phụ thuộc ADN. Và cô nhắc lại chỗ này nè, ARN polymerase có nghĩa là enzyme này nó dùng để tổng hợp ARN. Cái chữ polymerase có nghĩa là enzyme tổng hợp. Tổng hợp cái gì? Tổng hợp cái phân tử mà cái từ nó đứng trước polymerase đó, tức là ở đây là tổng hợp ARN.
phụ thuộc ADN có nghĩa là sử dụng sợi khuôn là ADN ha. Rồi thì cái enzyme này đó nó sẽ bám vào ADN làm tắc mạch và nó di chuyển theo cái hướng 3 phẩy đến 5 phẩy trên ADN ha, và làm cho cái ARN nó sẽ được tổng hợp theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy. Thì mình nhìn cái hình này cho nó dễ hiểu nè, ở đây mình sẽ có hai cái sợi ADN là 3 phẩy đến 5 phẩy nè và 5 phẩy đến 3 phẩy nè ha. Thì mình thấy là gì, enzyme ARN polymerase là enzyme này nè, khi nó bám lên trên cái sợi đôi ADN á thì nó sẽ làm tách mạch và nó sẽ di chuyển theo hướng 3 phẩy đến 5 phẩy trên ADN, tức là cái sợi khuôn á sẽ là cái sợi là 3 phẩy đến 5 phẩy là sợi khuôn này, và như vậy nó sẽ di chuyển nó trượt theo cái hướng 3 phẩy đến 5 phẩy ha, trượt theo cái hướng 3 phẩy đến 5 phẩy trên ADN. Rồi như vậy thì cái sợi mà nó tổng hợp đó thì nó sẽ là cái sợi ARN ha, sợi mà nó tổng hợp sẽ là sợi ARN này nè, và cái sợi ARN này nó sẽ có hướng là gì, 5 phẩy đến 3 phẩy. Như vậy nếu như mà mình nói là enzyme ARN polymerase nó trượt trên cái phân tử mà nó đang tổng hợp á, nó trượt trên cái phân tử mà đang được tổng hợp á, thì nó sẽ trượt theo cái hướng là 5 phẩy đến 3 phẩy. Tức là cô đang hỏi là hỏi trượt trên ARN á, mà cô không có nói là trượt trên ARN mà cô nói là trượt trên cái phân tử mà đang được tổng hợp. Thì phân tử đang được tổng hợp ở đây chính là ARN, và nó trượt trên ADN á thì nó trượt theo hướng 3 phẩy đến 5 phẩy. Nhưng mà trượt trên cái phân tử đang được tổng hợp là ARN thì nó trượt theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy nha. Do đó là nếu như trong cái bài kiểm tra hoặc bài thi đó mà người ta có hỏi mình thì mình nhớ đọc kỹ câu hỏi nha, coi thử là nó trượt trên phân tử nào thì mình mới xác định được cái hướng ha. Rồi tiếp theo, như vậy thì ARN nó sẽ được tổng hợp theo hướng là 5 phẩy đến 3 phẩy. Như vậy cô hỏi nè, cái hướng tổng hợp của ARN nó có giống với lại hướng sao chép của ADN không? Ừ, đúng rồi, nó giống với lại hướng sao chép chứ, nó giống với lại hướng sao chép của ADN ha. Cho nên là hồi nãy cô hỏi là gì, khác hay giống, mà các bạn nói hướng sao chép là khác là sai đó ha. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói về cái đặc điểm, cái nguyên tắc tiếp theo là gì. Cái phiên mã thì nó không cần mồi. Như vậy cô hỏi nè, cái này nó giống hay nó khác với sao chép? Khác với sao chép. Sao chép thì cô hỏi nè, sao chép thì sợi sớm có cần mồi không mấy đứa, hay là chỉ có sợi muộn mới cần mồi thôi? Sợi sớm hay sợi muộn gì cũng cần mồi hết nha, bởi vì là enzyme ADN polymerase nó không tự kéo dài chuỗi được ha, chứ mình đừng có hiểu là chỉ có muộn mới cần mồi nha. Rồi tiếp theo, về cơ chất thì nó xài cơ chất là ribonucleotide 5 phẩy triphosphate, tức là bốn loại AUGC, thì thay vì ở ADN thì nó xài là ATGC cũng là ba gốc phosphate luôn, thì thằng này nó cũng là nu tự do đó, nó cũng ba gốc phosphate nhưng mà nó là ribonucleotide chứ không phải là deoxyribonucleotide ha. Rồi cofactor, đối với cofactor của phiên mã đó thì nó là magie 2 cộng hoặc là mangan 2 cộng, tức là so với sao chép đó, thì nó có thêm cái ion mangan 2 cộng nha. Rồi một cái nữa là gì, cái enzyme ARN polymerase nó không có hoạt tính sửa sai thì cái điểm này là nó khác với sao chép nè. Sao chép đó thì hôm trước mình học rồi, ADN polymerase có một số cái enzyme, chỉ có một vài cái là không có hoạt tính sửa sai thôi. Ví dụ như là ADN polymerase của gamma là sao chép ti thể đó, nó mới không có sửa sai được. Hoặc là ADN polymerase mà alpha nó không có sửa sai. Còn lại là các cái ADN polymerase khác nó đều có hoạt tính sửa sai hết á. Còn ở đây ARN polymerase thì bản thân nó không có hoạt tính sửa sai. Bởi vì sao? Người ta lý giải là bởi vì cái tuổi thọ qua này nó ngắn. Là cái thứ hai nữa là nếu mà nó phiên mã sai đi nữa thì nó cũng không có di truyền, bởi vì nó không phải là phân tử di truyền mà ADN nó mới là cái di truyền mà. Thì đó là trong chương trình học của mình thôi. Còn nếu mà ngoài chương trình học của mình á thì người ta cũng có một số bài báo người ta nghiên cứu thấy là cái ARN polymerase ở người á thực hiện các phiên mã, mà tại vì mình đang học là cái chương trình của prokaryote, thì đối với eukaryote mà tế bào người á, thì
ARN polymerase nó cũng có hoạt tính sửa sai, nhưng cái đó là mình nói thêm mở rộng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái đặc điểm phiên mã tế bào nhân nguyên thủy ha, thì nó có ba cái đặc điểm sau này. Chỉ một loại ARN polymerase tổng hợp cho tất cả các loại ARN, có nghĩa là ở đây á, mình đã học rồi, mình có ba loại ARN trên chính là ARN ribosome, ARN thông tin và ARN vận chuyển, thì ba cái loại ARN đó nó đều được tổng hợp bởi một cái enzyme tên là ARN polymerase, chứ không có chia nhỏ số ra, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 không có chia ra, mà chỉ có một loại là ARN polymerase thôi. Rồi cái đặc điểm thứ hai là ARN thông tin của ProCA đó, thì nó thường chứa thông tin nhiều gen nối tiếp nhau, mình gọi nó là polystrong, có nghĩa là như vậy nè. Đây là cái sợi ADN ha. Rồi thì hồi nãy cô có nói là gì, trên ADN của ProCA đó, nó cái vùng mã hóa của nó là những cái đoạn gen liên tiếp nhau, và nó đều là cái vùng intron, có nghĩa là nó đều là cái vùng mà có mã hóa cho protein, chứ nó không phải là xen kẽ intron exon xong như là nãy mình học của ca nha. Đó thì á, cái vùng này nè nó sẽ chứa thông tin của nhiều gen nối tiếp nhau chứ không phải đúng một gen. Ở đây á, là mình đang coi là nó có tới 5 gen nối tiếp nhau lận, thì 5 cái gen nối tiếp nhau này nó sẽ quy định nó sẽ quy định trình tự của một cái chuỗi ARN thông tin mã hóa cho 5 cái đoạn gen nối tiếp nhau này. Và khi mà nó tham gia dịch mã đó, khi mà nó tham gia dịch mã đó, thì nó sẽ dịch mã cho ra được 5 loại protein tương ứng với lại những cái chức năng khác nhau. Ha, cho nên là mình mới nói đây á, là dạng là polycystrong, có nghĩa là ARN thông tin nó chứa thông tin của nhiều gen nối tiếp nhau. Ha. Rồi, cái đặc điểm thứ ba của phiên mã ProCA là cái tiến trình phiên mã và dịch mã nó xảy ra đồng thời. Bởi vì sao? Hồi nãy cô có giải thích cho mình rồi đó. Ví dụ như mình nhìn cái hình này đi, mình thấy đây là phân tử ADN ha, còn này là phân tử ARN thông tin đang được phiên mã từ ADN nè. Đó, mình thấy là chưa kết thúc phiên mã mà. Ha, mình thấy nó chưa kết thúc phiên mã mà nó đã có ribosome tới rồi, nó gắn vô rồi nó dịch mã ra protein màu xanh xanh này luôn rồi nè. Đó là bởi vì đúng là cái tuổi đời của ARN ProCA nó ngắn. Đó. Và cái thứ hai nữa đó là cái ARN thông tin đó, mà khi mà nó được phiên mã từ cái ADN ra đó, thì ở ProCA nó đã là ARN thông tin trưởng thành rồi, cho nên nó không cần phải biến đổi gì nữa hết. Cho nên là nó phải tranh thủ thời gian là gì, nó sẽ chưa có phiên mã xong mà nó đi dịch mã luôn. À, cho nên là gì, cái hai cái quá trình phiên mã và dịch mã nó xảy ra đồng thời. À, rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ coi cái enzyme ARN polymerase ở vi khuẩn E. coli ha. Thì cái enzyme này á, cái cấu trúc của nó gồm có hai phần, nguyên cả hai cái phần này á, thì mình gọi là holoenzyme. À, nguyên cả hai cái phần này mình gọi nó là holoenzyme ARN polymerase. À, thì mình sẽ có là gì? Cái thứ nhất á, là cái lõi xúc tác. À, cái này là gọi là cái lõi xúc tác này. Thì cái lõi xúc tác này á, là gồm có 4 tiểu đơn vị alpha alpha và beta beta phẩy. Thì cái lõi xúc tác này nó để làm gì? Lõi xúc tác này vai trò chính của nó là để nhận diện. Vai trò chính của cái lõi xúc tác này, cô xin lỗi. Vai trò chính của cái lõi xúc tác này á, là nó để kéo dài cái chuỗi ARN. Kéo dài có nghĩa là mình hiểu là gì, là giống như là ADN polymerase là nó thực hiện cái vai trò là polymer hóa, là hình thành cái liên kết phosphodiester diester giữa 5 phẩy phosphate với lại là 3 phẩy OH để mà kéo dài cái chuỗi ARN ra ha. Rồi như vậy thì cái lõi xúc tác này nó sẽ giống nhau ở hầu hết các cái loài vi khuẩn khác nhau. Nè. Như vậy thì còn cái yếu tố sigma này nó là cái gì? Nè. Cái yếu tố sigma này á, yếu tố sigma này á, nó là cái nhận diện và cái định hướng vào cái promoter. Thì mình hiểu nôm na đi, bây giờ mình chưa học promoter thì mình hiểu nôm na là promoter nó giống như là điểm Ori khởi sự sao chép. Thì promoter này là cái vùng khởi động phiên mã nha. Rồi thì cái sigma này là để giúp cho nó nhận diện và gắn vào promoter để khởi động phiên mã, và như vậy thì
Yếu tố sigma này nó có nhiều loại yếu tố sigma cho mỗi cái tế bào vi khuẩn khác nhau. Nghe. Rồi, do đó là mình có hai cái vai trò riêng biệt nha. Sigma thì để nhận diện khởi động phiên mã, cho nên khi mà nó không còn vai trò gì trong khởi động phiên mã nữa thì nó sẽ tự động nó tách ra khỏi cái ARN polymerase hoàn chỉnh. À, còn nếu như còn cái loại xúc tác này là vai trò chính của nó là để kéo dài chuỗi, tức là để hình thành liên kết phốt polyester giữa cái 3,OH với 5,phosphate nha. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói về cái promoter này. Như vậy promoter là cái gì? Promoter nó là một cái trình tự, dĩ nhiên nó phải nằm trên ADN, tại vì là nó để khởi động phiên mã mà. Promoter là một cái trình tự nằm trên ADN và nó để khởi động phiên mã. Ha, thì promoter nó sẽ bao gồm có hai vùng trình tự nha. Hai vùng trình tự. Này là cô đang nói ở ProK nha. Vùng trình tự thứ nhất là vùng trừ 10. Và vùng trình tự thứ hai là vùng trừ 35. Và cái vùng trình tự thứ nhất này á, vùng trừ 10 này á, nó còn gọi là hộp Ribnow, hay còn gọi là hộp TATA. Và cái trình tự chung của nó là TATAAT. Còn cái vùng trừ 35 á, thì trình tự chung của nó là TTGACA. Và vùng này nó sẽ gắn khởi đầu lên trên enzyme ARN polymerase. Thì á, ở đây cô giải thích tại sao mình lại có cái dấu trừ. Rồi số 10 với số 35 có nghĩa là cái gì? Ha. Rồi, đây là cái sợi ADN nè. Nếu mà mình đánh dấu cái vị trí chỗ này á, là vị trí cộng 1, tức là vị trí bắt đầu phiên mã, thì cái hướng phiên mã sẽ là cái hướng từ bên trái sang bên phải. Tại vì chỗ này là cộng 1 mà. Phiên mã là cái hướng tới đây nè, cái hướng từ bên trái sang bên phải đây nè. Đó. Thì á, ngược lại với cái hướng phiên mã thì chắc chắn nó sẽ có dấu trừ. Đúng không? Trên một tia số mà, mình cứ hình dung chỗ này là số 0 đi, thì về bên phải của số 0 là số dương và về bên trái của số 0 là số âm. Như vậy thì nếu như mình đánh dấu ở đây là vị trí bắt đầu phiên mã là cộng 1, thì về bên phải của bắt đầu phiên mã nó sẽ là dương. À, còn về bên trái của bắt đầu phiên mã này nó sẽ là âm. Như vậy thì cái vùng promoter này nó nằm ở đâu? Promoter là vùng khởi động phiên mã mà, cho nên chắc chắn nó sẽ nằm ở trước cái vị trí bắt đầu phiên mã cộng 1. Do đó nó sẽ có dấu trừ. Được chưa? Rồi, 10 á có nghĩa là cái vị trí, cái khoảng cách thôi. Tức là cái độ dài nu á, cái khoảng cách nha, cái khoảng cách từ cái vị trí 10 này nè tới cái vị trí cộng 1 á, là nó cách khoảng chừng là 10 nu. Ha, tức là 10 ở đây có nghĩa là gì? Mình nói á, cái vùng trừ 10 này nó là có trình tự chung là TATAT. Như vậy thì thường người ta sẽ đếm từ cái base trung tâm là TA này đến cái vùng cộng 1 này này, nó cách khoảng chừng là 10 nu. Ha, hoặc là 35 đi, thì cái TAT TTGACA là vùng trình tự chung, thì cái base trung tâm là GA, nó cách vị trí cộng 1 này khoảng là 35 nu. Ha, cho nên nó mới có hai cái vùng trình tự là trừ 10 với trừ 35 là như vậy nha. Rồi, còn cái vị trí bắt đầu phiên mã này á, cộng 1 này nè, thì thường á, nó sẽ là một cái base purine nằm trong cái trình tự là CAT, thì nó sẽ là vị trí bắt đầu phiên mã. Ha. Rồi, tiếp theo. Như vậy thì cái promoter á, nó khác với lại cái ori ở chỗ là như vậy nè. Ori bữa trước mình học á, thì nó đều là một cái vùng dài 254 cặp ba giờ và nó có nhiều AT. Đó, thì ở đây promoter á, nó sẽ khác ở chỗ là nó có sai lệch nhỏ so với trình tự chung. Thì trình tự chung nó là cái gì? Trình tự chung là nãy mình mới học xong á, là vùng trừ 10 á, thì nó sẽ có trình tự là TA, TA, AT. Còn cái vùng trừ 35 á, thì nó sẽ có cái trình tự chung là TTGACA. Đó, như vậy thì nó sai lệch. Nó sai lệch nhỏ so với trình tự chung, có nghĩa là đây nè, đây là trình tự chung nè, TTGAC ở trừ 35 nè, TATAT ở trừ 10 nè. Nhưng mà một số cái promoter của một số cái gen, ví dụ như LAC-B hay là gan B1, đó đây là các cái gen tương ứng nè. Thì các cái promoter cho các cái gen này mình thấy là gì? Nó có thể sai lệch so với trình tự chung, là nó không có giống y hình như vậy. Ví dụ như là nó là TTTACA, vậy nó sẽ khác một tí. À, hoặc là đó là TATGTT thì nó sẽ khác một tí so với trình tự chung.
À, thì người ta thấy là gì? Nếu như mà nó càng khác xa với trình tự chung đó, thì cái tần suất khởi động phiên mã của cái gen đó nó sẽ rất là lâu. Anh à, thì cái phiên mã của nó sẽ rất là yếu. Okay. Còn nếu mà nó càng gần giống với trình tự chung thì cái tần suất khởi động phiên mã của nó sẽ nhanh hơn. Cái promoter đó mình gọi là promoter mạnh. Okay. Này, như vậy thì cái promoter này nó chính là cái yếu tố điều hòa phiên mã chính ở vi khuẩn, và nó sẽ kiểm soát cái tần suất khởi động phiên mã ở vi khuẩn. À, bây giờ chắc mình nghỉ giải lao đi ha. Rồi sau đó mình học tiếp cái tiến trình phiên mã. Rồi mình tiếp tục nha lớp. À, bây giờ mình sẽ sang cái tiến trình của phiên mã tế bào nhân nguyên thủy ha. Đầu tiên đó là tiến trình khởi đầu phiên mã. Rồi. Thì mình sẽ thấy nè. À, cái vùng màu xanh này là cái vùng promoter nè. Còn cái vùng màu hồng ở đây là vùng mà bắt đầu từ vị trí cộng 1 trở về sau đó, ha, tức là cái vị trí mà nó bắt đầu phiên mã, thì cái hướng phiên mã sẽ là hướng từ bên trái sang bên phải nè, ha, vùng promoter sẽ nằm ngược lại với hướng phiên mã nha. Nè, thì đầu tiên á là cái enzyme là holoenzyme ARN polymerase. À, cô giải thích cái chỗ này. Holoenzyme có nghĩa là enzyme toàn phần, ha, tức là bao gồm cả lõi xúc tác với lại yếu tố sigma. À, đây là cái lõi xúc tác ha, cái cục này là yếu tố sigma ha. Rồi. Đó, bao gồm cả hai thành phần lõi xúc tác và yếu tố sigma, thì cả nguyên cái holoenzyme này nó sẽ bám lên trên sợi ADN và nó gắn vào cái vùng promoter, tức là gắn vào cái vùng trừ 10 với lại vùng trừ 35. Rồi khi mà nó gắn vào cái vùng trừ 10 và trừ 35 đó, thì cái phức hợp này á mình gọi nó là một cái phức hợp đóng, tức là cái phức hợp giữa cái promoter trên ADN với lại cái enzyme ARN polymerase, mình gọi đây là một cái phức hợp đóng. Rồi sau đó đó thì khi mà có sự gắn của ARN polymerase vào promoter thì cái phức hợp này nó sẽ trở thành là phức hợp mở. À, thì phức hợp mở có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc này cái liên kết hydro giữa hai cái sợi đơn của ADN á nó bị đứt ra. À, bởi vì là cái thằng ARN polymerase này nó gắn vào cho nên là nó làm đứt cái liên kết hydro. À, cho nên nó làm đứt liên kết hydro giữa cái sợi đôi của ADN để cho nó tách ra thành hai cái sợi đơn như thế này. Nha. Thì cái phức hợp này mình sẽ gọi là phức hợp mở. Nha. Rồi, thì khi mà nó hình thành phức hợp mở đó thì ARN polymerase nó chưa có đem những cái nucleotide tự do tới để mà nó gắn bắt cặp bổ sung với lại cái sợi khuôn là 3 phẩy đến 5 phẩy đâu nha, mà phải là gì, khi mà nguyên cái phức hợp này á, khi mà cái thằng enzyme ARN polymerase đó nó phải trượt qua cái vị trí cộng 1 kìa, nó phải trượt tới cái vị trí cộng 1 là cái vị trí chỗ màu hồng này nè, thì lúc này á lúc này cái enzyme ARN polymerase nó mới đem những cái nô tự do, lúc này những cái nô tự do trong môi trường á nó mới đi tới và nó mới gắn bắt cặp bổ sung với sợi khuôn có hướng là 3 phẩy đến 5 phẩy đó, để mà nó nối những cái ribonucleotide đó vào để gắn bắt cặp bổ sung với sợi khuôn vào đó. Thì nhớ là gì, ARN polymerase nó chỉ bắt đầu tổng hợp ARN thông tin từ vị trí cộng 1 có bao giờ thuộc cái trình tự là CAT. À, thì chỗ đó lúc đó nó mới bắt đầu phiên mã. Còn thực ra thì cái promoter này nó có được phiên mã không? Không. À, nó chỉ gắn vào promoter để nó nhận biết cái chỗ đó là chỗ đó là vùng khởi động phiên mã thôi. À, khi mà nó trượt qua vị trí cộng 1 này nè thì nó mới bắt đầu phiên mã. Còn promoter chỉ đóng vai trò là nhận biết cái chỗ bắt đầu phiên mã thôi. Nha. Rồi. Như vậy thì tới cái giai đoạn tiếp theo là nó làm cái gì? À, nó sẽ nối dài chuỗi, tức là ở chỗ này á nối dài chuỗi như thế nào, mình nhìn cái hình dung cho cô ha. Rồi ở đây á là cái sợi ADN đôi nè nha, rồi ở đây là cái sợi màu hồng hồng này á là sợi ADN thông tin nó đang được tổng hợp nè. Thì hồi nãy á, mình mới coi xong là gì, cái quá trình khởi đầu phiên mã, tức là nó nhận diện promoter xong
nó trượt tới, cô ví dụ ở đây là vị trí cộng 1 đi ha, thì á những cái ribonucleotide tự do tri phosphate nó mới đi tới, tức là cái màu hồng hồng này nó mới đi tới để nó làm cái gì, để nó gắn bắt cặp bổ sung với cái sợi khuôn. Cái sợi khuôn là cái sợi phía dưới đây nè, là cái sợi mà có hướng từ 3 phẩy đến 5 phẩy, 3 phẩy này ha, đó sợi có hướng từ 3 phẩy đến 5 phẩy này đó. Như vậy nó gắn bắt cặp bổ sung, có nghĩa là cái ribonucleotide trên cái màu hồng á, là ARN á, nó sẽ hình thành liên kết hydro với lại cái nucleotide trên cái sợi khuôn là 3 phẩy đến 5 phẩy nha. Rồi như vậy thì nếu mà chỗ này á, nó là T trên ADN thì á, cái thằng ribonucleotide A nó sẽ đi tới và nó sẽ hình thành là liên kết hydro, được chưa? Còn cái mạch ở trên này là 5 phẩy đến 3 phẩy là sợi không phiên mã nha. Rồi tiếp theo cái thằng kế bên á, thằng này là thằng A, như vậy thì tiếp theo sẽ là U gắn vào. Như vậy thì giữa A với U này á, trên sợi ARN nó sẽ là liên kết gì mới được? Giữa A với U trên cái sợi ARN này nó sẽ là liên kết gì? Liên kết gì để giúp cho nó kéo dài chuỗi ra? Ừ? Không phải, sao mà là liên kết hydro được? Giữa A là cái màu hồng này nè, với cái T là cái màu xanh này ở trên ADN này nè, thì nó mới là bắt cặp liên kết bổ sung, là liên kết hydro, là A thì T và U thì A, rồi C thì G và G thì C, hiểu không? Thì đó mới là liên kết hydro. Còn á mà giữa A này nè với U này nè thì giữa hai cái nucleotide với nhau mà thì nó sẽ là liên kết phosphodiester nha, để mà giúp cho nó kéo dài cái chuỗi ra ha, hình thành liên kết phosphodiester giữa 3,OH với lại 5,phosphate á, để nó kéo dài chuỗi này ra nè. Đó như vậy thì á cứ nu tự do nó cứ tới đó, nu tự do cứ tới rồi xong cứ gắn bắt cặp bổ sung với cái sợi khuôn, rồi xong á là hai giữa hai cái nu với nhau trên ARN á, thì nó sẽ nối lại với nhau bằng cái liên kết phosphodiester. Như vậy thì nó kéo khoảng chừng là 10 nu, à khoan, nó kéo có kéo khoảng chừng là dưới 10 nu à, nó có cái kiểu khởi động như nè, nó có đối với lại quá trình phiên mã nó có cái kiểu khởi động bị bỏ dở, có nghĩa là nó cứ kéo cỡ chừng được dưới 10 nu, được 7 8 9 nu gì đó là nó giục hết nguyên một cái cục này luôn à, nó giục hết nguyên một cái cục khối màu hồng này nó liền luôn, xong nó lại bắt đầu đi tổng hợp lại từ đầu, từ nu từ nu từ nu một đó, nó tổng hợp được khoảng chừng cứ tầm dưới 10 nu, 7 8 9 nu đó, cái là nó gom nguyên cục nó giục hết luôn, đó là nó lại tổng hợp lại từ đầu cứ vậy. À, giống như mà mình đề máy xe mà trước khi mà mình chạy vậy đó, đó là cứ tổng hợp xong cái dục liền, tổng hợp xong cái dục liền ha, là dưới 10 nu, cái xong bắt đầu nó có trớn rồi, nó có trớn rồi là khi mà nó tổng hợp được khoảng 10 nu thì lúc này là nó không có dục bỏ nữa, mà nó sẽ tiếp tục kéo dài cái chuỗi ra, nó sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi ra đó, tức là đem đem những cái nu tiếp theo, đem những nu tiếp theo tới để kéo dài chuỗi. Như vậy thì á nó tổng hợp được khoảng chừng là trên 10 nu á, tức là khoảng chừng 12 nu á, thì nó sẽ có cái hiện tượng là gì? Tổng hợp được khoảng 12 nu rồi đó thì cái quá trình này mình gọi là nó đã khởi động thành công rồi. Thì khi mà nó khởi động thành công rồi đó thì là cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin này nè, tức là ví dụ như đây đi, đầu 5 phẩy ARN thông tin này nó sẽ có khuynh hướng là gì? Trượt ra khỏi cái sợi đôi giữa nó với lại ADN mạch khuôn, trượt ra khỏi đây nè, để làm chi vậy? Để cái thằng ADN mạch khuôn này với cái thằng ADN không phiên mã nè, cả hai thằng ADN này nó phải chập lại nhau, để làm chi? Để mà enzyme ARN polymerase để trượt tiếp chứ, nó trượt tiếp thì cái chỗ tiếp theo này nè nó sẽ mở xoắn, mà muốn cái chỗ tiếp theo nó mở xoắn thì ở phía trước thì nó phải đóng xoắn lại chứ, đúng không? Chứ nếu mà cũng mở xoắn lên đó, thì cái sợi ADN nó đứt thì sao? Đó. Cho nên là gì, nó có khuynh hướng là khi mà nó kéo dài được khoảng 12 nu thì cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin này nó sẽ có khuynh hướng rơi ra khỏi cái sợi đôi giữa nó với lại ADN, và đồng thời á, là cái thằng ARN polymerase này nó phải trượt trượt tiếp để nó kéo dài chuỗi tiếp. Như vậy thì khi mà ARN polymerase này trượt tiếp thì sao? À, chỉ có cái lõi xúc tác nó trượt thôi, còn lúc này cái yếu tố sigma
nó không có liên quan gì tới cái phần kéo dài chuỗi nữa hết, cho nên là lúc này yếu tố sigma nó cũng rời ra khỏi cái loại xúc tác luôn và nó đi vào trong tế bào chất, nó gắn với một cái loại xúc tác mới và nó đi khởi đầu một cái quá trình phiên mã mới ở một cái vị trí khác ha. Rồi còn cái còn 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 cái loại xúc tác này cứ tiếp tục trượt trên AR, trượt trên ADN để mà nó kéo dài cái chuỗi ARN này ra. Ok chưa? Rồi. Rồi như vậy đó là tiến trình nối dài. Bây giờ tôi kết thúc nha. Như vậy thì nó sẽ nối dài, nối dài, nối dài biết cho tới khi mà nó gặp cái trình tự kết thúc. À, như vậy trình tự kết thúc nó sẽ có kiểu gì? À, nó có hai loại kết thúc. Kết thúc độc lập với yếu tố rho và kết thúc phụ thuộc với yếu tố rho. Như vậy thì kết thúc độc lập yếu tố rho có nghĩa là sao? Độc lập yếu tố rho có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào cái trình tự hiện có ở trên cái sợi ADN. Đó, phụ thuộc vào cái trình tự hiện có trên sợi ADN. Là bây giờ cô mở lớn thì lên cho mình nhìn cho dễ ha. Rồi, phụ thuộc vào trình tự hiện có trên sợi ADN thì mình sẽ nhìn nè, mình coi cho cô nè. Tức là cái sợi màu xanh xanh lá này nè. Sợ, cô để cái như vậy là các bạn sẽ không thấy được cái con trỏ chuột của cô. À, giờ cô nói các bạn nhìn theo đi ha. Rồi, cái sợi màu xanh lá, các bạn thấy cái sợi màu xanh lá không? Là cái sợi màu xanh lá là cái sợi ARN đang được tổng hợp á. Rồi bây giờ khi mà nó trượt tới, nó trượt tới ADN á, nó gặp hai cái, tức là ARN polymerase nó sẽ trượt cho tới khi mà nó gặp cái trình tự kết thúc, thì cái trình tự kết thúc nó sẽ có kiểu như thế này. À, mình nhìn thấy hai cái vùng màu cam không? Hai cái vùng màu cam ở trên sợi ADN nó có hai cái dấu mũi tên ngược lại đó. À, thì hai cái vùng màu cam đó mình gọi nó là cái trình tự kết thúc á. À, cái trình tự kết thúc này nó sẽ có cái đặc điểm là mình thấy nó rất là nhiều GC và nó có kiểu đối xứng hai bên. Thì cô giải thích cái kiểu đối xứng hai bên này nè. Bây giờ mình thử mình đọc cho cô đi. Cái mạch ở phía trên á, mình đọc là AG 3CGCC. Cái mạch ở phía dưới mình đọc ngược chiều lại từ bên phải sang. Nó cũng là AG 3CGCC có đúng không? Như vậy thì đó gọi là kiểu đối xứng hai bên đó. Đúng không? Ha, tức là bây giờ cô ví dụ ơi, cái mạch ADN nó có hai sợi ha, thì cái sợi ở phía trên á cô ký hiệu nó là 3 phẩy đến 5 phẩy là từ bên trái sang bên phải. Sợi phía dưới nó sẽ ngược lại là 5 phẩy đến 3 phẩy là từ bên trái sang bên phải, đúng chưa? Rồi bây giờ cô đọc cả hai mạch. Cả hai mạch sợi trên và sợi dưới cô đều đọc theo cái chiều, theo một chiều thôi. À, là cô đều đọc theo cái chiều là 5 phẩy đến 3 phẩy đi. Như vậy thì cái sợi ở phía trên á cô sẽ đọc theo cái chiều từ bên phải sang. Sợi ở phía dưới cô sẽ đọc chiều từ bên trái sang. À, bây giờ các bạn đọc nè. Các bạn đọc chiều từ bên phải sang phần sợi trên này đi ha. Đó, cái dấu mũi tên nè. TC. TC rồi gì nữa? 2G. Đúng không? TC 3G CGG. TC 3G CGG. Rồi cái mạch ở phía dưới các bạn đọc ngược lại từ bên trái sang là TC 3G CGG. Có phải giống nhau không vậy? Từ nãy giờ tôi nói có hiểu không vậy trời? Được không vậy mấy đứa? Nghe kịp không nhỉ? Hồi nãy cô chiếu lên mấy đứa có thấy hai cái đoạn màu kem sao nó im đi trời ơi. Nghe cô nói nãy giờ có hiểu không vậy? Rồi, mấy đứa thấy giờ cô chiếu lên lại bự cho mấy đứa coi nghe. Rồi mấy đứa có thấy hai cái đoạn màu kem đó. Thì nếu như mà mấy đứa đọc theo cái hướng cho cô là mạch ở phía trên á, hai cái đoạn màu cam, cái đoạn màu cam thứ nhất đi nghe. À, cô đọc là AG 3CGCC. Cái đoạn màu thì cái sợi ở phía dưới á, cô lại đọc ngược lại AG 3CGCC thấy không? Đó thì đó gọi là kiểu đối xứng hai bên á, tức là hai mặt của một trình tự ADN mình đọc theo một chiều thôi, là chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Thì á, cái mạch ví dụ như là cái mạch D trên ở trên này đi cô đọc là 5 phẩy đến 3 phẩy thì mạch dưới nó ngược lại là 3 phẩy đến 5 phẩy, cho nên là cô đọc theo một chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy ha, theo cái dấu mũi tên nó chỉ quay chỉ lại đó
thì là nó giống như nhau hen, thì gọi là kiểu đối xứng hai bên được hen. Rồi mai mốt tới cái bài phương pháp phân tích ADN mình lại gặp phải này nữa, là ở cái trình tự nhận biết của enzyme các giới hạn á, kiểu cái này gọi là kiểu palindrome. Rồi bây giờ kế bên hai cái trình tự màu cam đó đó, thì mình sẽ thấy nó có nguyên một cái đoạn màu trắng có 5 đến 6 adenin, thấy không? Đó, giờ mình đếm coi trường hợp này nó có nhiêu adenin, có tới 7 adenin lận, thấy không? Đó là cái đoạn màu trắng đó, đó là kế bên đó là có 5 đến 6 cái adenin đó, thấy không? Rồi như vậy thì sao? Khi mà ARN polymerase nó trượt, nó gặp trình tự kết thúc, thì á ARN nó vẫn tiếp tục được phiên mã, tức là trình tự kết thúc trên ADN vẫn được phiên mã ra thành ARN, và nó phiên mã ra thành một cái sợi màu xanh xanh đó. Trên cái sợi màu xanh đó thì ta có ghi hai cái đoạn màu cam nè, rồi còn một đống cái U á, là bắt cặp bổ sung với một đống cái A, được chưa? Rồi xong, sau đó tiếp tục là nó làm gì nữa? Tiếp tục nó sẽ tạo cấu trúc kịch tóc trên cái sợi ARN màu xanh xanh, tức là đang sợi ARN màu xanh xanh đang thẳng, tự nhiên giờ sợi ARN màu xanh xanh bị gặp lại theo cấu trúc kịch tóc. Rồi tại sao nó gặp lại thành cấu trúc kịch tóc? Bởi vì hai cái đoạn màu cam đó nó có thể hình thành liên kết hydro được với nhau. Rồi mình có thể nhìn đây nè, AG3CGCC, thì ở bên kia ngược lại nó là U ha, ngược lại nó là UC3GCGG, cho nên nó hình thành được liên kết hydro, do đó đang từ mặt thẳng nó chuyển thành cái dạng cấu trúc kẹp tóc như vậy ha. Rồi sau đó là gì nữa? Một đống U này sẽ liên kết với một đống cái A này, tức là 5 đến 6 cái U resin ở trên ARN á, với lại 5 đến 6 cái adenin ở trên ADN á, của sợi khuôn á, nó sẽ hình thành là liên kết hydro. Mà liên kết hydro giữa A với U là mấy liên kết hydro? Có hai liên kết hydro à. Mà liên kết hydro đã là liên kết yếu rồi, mà bây giờ chỉ có hai liên kết hydro mà một nguyên một cái dãy gồm có 5 đến 6 cái liên kết hydro như vậy luôn, vậy chắc chắn là cái liên kết hydro đó gọi là liên kết yếu. Mà liên kết yếu như vậy thì kém bền, mà kém bền như vậy thì tự động cái thằng ARN này nè tự động rớt ra khỏi cái sợi đôi giữa nó với lại cái ADN sợi khuôn, cho nên là gì? ARN này được phóng thích ra khỏi cái ADN sợi khuôn ha, cho nên là cái ADN này nó trở lại là gì? Liên kết hydro với nhau để trở lại thành cái sợi ADN ban đầu, và làm kết thúc cái tiến trình phiên mã ở nhân nguyên thủy ha. Rồi bây giờ để mình nhìn cho nó rõ hơn ha, thì cô sẽ chuyển qua cái hình này cho mình nhìn cho nó dễ nè. Rồi bây giờ mình nhìn cái hình này cho cô hen. Đây là cái sợi ADN đôi nha. Rồi cái sợi khuôn của mình nó là cái sợi mà 3 phẩy đến 5 phẩy là cái sợi làm khuôn nè, còn cái sợi trên này là cái sợi mã hóa, tức là không có làm khuôn nè, được chưa? Rồi bây giờ là mình đọc cho cô nè. À, cái sợi trên mình đọc theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy, tức là 3A GG CT CC. Cái sợi dưới mình đọc ngược lại cho cô, cũng tức là mình đọc theo chiều ngược lại từ bên phải sang bên trái á, nhưng mà cái hướng của nó vẫn là hướng 5 phẩy đến 3 phẩy ha, bởi vì ADN nó xoay ngược hướng với nhau mà. Rồi mình đọc là 3A 2G CT CC, như vậy đọc y chang nhau đúng chưa, thì gọi nó là cái trình tự kết thúc có kiểu palindrome, có nghĩa là đối xứng hai bên đó. Và nó có rất là nhiều GC, lưu ý nha, có nhiều GC, được chưa? Tại sao có nhiều GC, tí xíu cô giải thích. Rồi tiếp theo, ở bên cạnh cái chỗ mà đối xứng hai bên á, mình thấy nó có quá chừng A luôn, thấy không? Trong trường hợp này nó có 5 cái adenin trên sợi khuôn. Rồi như vậy thì bây giờ mình chỉ cần phiên mã cái sợi 3 phẩy đến 5 phẩy này ra cho cô thôi. À, mình có thể viết ra giấy mình học cũng được, hoặc là mình nhìn ở trên bài của cô cũng được nè. Rồi bây giờ mình phiên mã ra thì có phải là nó sẽ ra TAA là AUU không? Rồi 3T thì nó sẽ là 3A không? Rồi CCG thì phải là GGC không? Rồi tiếp theo là cái gì? AA AGG thì cái này sẽ là UCC, đúng chưa? Rồi bốn cái A thì chỗ này là bốn cái U. Rồi xong tiếp theo là CCT thì chỗ này là GGA. Rồi CGG thì ở đây là GCC. Tiếp theo AA thì đây là UU. Rồi tiếp theo nữa là
5 cái adenin thì chỗ này sẽ là 5 cái uracil. Đúng chưa? Như vậy mình hình dung là gì? Cái mạch này đang thẳng. Bây giờ mình duỗi thẳng cái thằng này ra, duỗi thẳng thằng này ra thì nó y chang như thằng này gặp lại nè. Đó. Thì bởi vì là hai cái khúc này nè, hai cái khúc mà trình tự bổ sung á, nó liên kết hydro được với nhau, cho nên tự động nó đang ở dạng mạch thẳng, tự động nó hình thành cấu trúc kẹp tóc này lại à. Ha. Mà cấu trúc kẹp tóc này muốn bền á, cấu trúc kẹp tóc này có nghĩa là hình thành liên kết hydro giữa hai cái khúc mà trình tự bắt cặp bổ sung á, muốn bền thì nó phải có nhiều GC thì nó mới bền, chứ mà nó ít GC quá thì cái liên kết hydro nó tự đứt ra lại, tức là duỗi thẳng mạch ra lại à, cho nên là nó phải có nhiều GC là như vậy. Rồi à, tiếp theo là ở đây là oligo U nè ha. Rồi đó là cô nhấn mạnh về cái chỗ mà đối xứng hai bên đó để cho mình hiểu. Còn cái chỗ oligo U với oligo A thì dễ lắm, tức là gì nè, đây liên kết yếu giữa oligo A ở đâu? Oligo A là nằm ở trên cái sợi ADN. Mình nói oligo có nghĩa là một cái mảnh adenin, một cái mảnh chỉ gồm adenin thôi, và nhiều cái sợi adenin liên tiếp nhau như vậy á, cho nên cô gọi nó là oligo A, một cái đoạn ngắn thôi nha. Rồi oligo U thì nó nằm ở trên ARN đó, thì liên kết giữa thằng oligo A với oligo U là liên kết yếu, cho nên giúp cho ARN nó tự động rơi ra khỏi cái sợi đôi của nó với lại ADN nha. Rồi tiếp theo mình đi sang kết thúc phụ thuộc vào yếu tố rho nha. Rồi kết thúc phụ thuộc vào yếu tố rho tức là ở trên cái sợi ADN á, nó không có cái dạng mà trình tự kết thúc nhiều GC đối xứng hai bên, nó không có kiểu vậy. Cho nên là bây giờ nó phải dựa vào một cái yếu tố kết thúc là rho để mà nó có thể kết thúc cái à, cô xin lỗi cô nhầm chỗ này. À, kết thúc phụ thuộc yếu tố rho á, là trên cái ADN á, nó không có cái kiểu là oligo A. À, nó không có cái đoạn oligo A nằm ở trên ADN. Tức là kế bên cái trình tự mà đối xứng nhiều GC, kế bên cái trình tự kết thúc á, nó không có cái 5 đến 6 cái adenin ha, để cho nó kéo cái thằng ARN ra khỏi sợi đôi ADN, cho nên là gì, nó mới cần tới cái yếu tố rho nha. Như vậy thì đối với lại kết thúc phụ thuộc yếu tố rho, nó có thể là gì, nó có thể cần hoặc là nó không cần nút kẹp tóc à, nhưng mà là nó không cần cái oligo A trên ADN, tức là không cần có cái đoạn 5 đến 6 cái adenin nằm trên ADN nữa, bởi vì lúc này nó có rho rồi nha. Rồi như vậy thì rho là cái gì? Rho là một cái phân tử protein, nó gồm có 6 tiểu đơn vị giống nhau và nó rất là thích ARN, tức là nó có ái lực cao với ARN ha. Thì á, rho này khi nó thấy ARN nó sẽ trượt theo ARN đi tới cái bong bóng phiên mã, và nó sẽ làm gì tiếp theo? Nó sẽ cắt cái liên kết hydro giữa ARN với lại cái sợi ADN á, nó cắt cái liên kết hydro, tức là ARN với ADN sợi khuôn đang là liên kết hydro mà, bây giờ nó sẽ cắt liên kết hydro giữa ARN với ADN sợi khuôn đó ra. Thì làm sao nó làm được cái điều này? Bởi vì thằng rho này nó sẽ nhờ cái hoạt tính của cái ATP ha, nhờ cái năng lượng từ ATP đó để mà nó kéo, nó cắt đứt cái liên kết hydro giữa ARN với lại cái sợi ADN khuôn để phóng thích cho ARN này ra khỏi cái sợi ADN khuôn nha. Đó. Thì ở đây cô ghi là gì? Rho gắn vào ARN rồi dùng hoạt tính helicase, có nghĩa là cái hoạt tính helicase là hoạt tính cắt đứt liên kết hydro, mà muốn cắt đứt liên kết hydro được thì helicase, tức là hoạt tính tách mạch á, muốn cắt đứt liên kết hydro được có thì helicase này nó, thì cái rho này nó phải có cái yếu tố hỗ trợ cho nó là năng lượng thủy giải từ ATP nha, để mà nó tách ARN ra khỏi ADN. Rồi như vậy thì chỗ này nè, các bạn lưu ý cái này cho cô nè, cái điểm kết thúc á, dầu GC đối xứng hai bên để làm cái gì? Để giúp cho nó tạo được cái cấu trúc kẹp tóc. Bởi vì phải dầu GC đối xứng hai bên, tức là phải là hai bên này, hai cái đoạn một cam thì nó phải đối xứng nhau này thì nó mới hình thành liên kết hydro được với nhau.
nó mới tạo được cấu trúc kẹp tóc, và nhiều GC để cho cái cấu trúc kẹp tóc này nó bền nha. Rồi như vậy thì nó cần 5 đến 6 cái adenin này để làm cái gì? 5 đến 6 cái adenin đó là để nó hình thành cái liên kết yếu giữa một cái đoạn ngắn oligo A trên ADN với một cái đoạn ngắn oligo U trên ARN. Và chính vì cái liên kết yếu giữa oligo A với oligo U này cho nên nó mới làm cho cái thằng ARN rớt ra khỏi cái sợi đôi giữa ARN với lại ADN sợi khuôn. Ha. Rồi. Bây giờ như vậy thì nếu như trong trường hợp mà ở trên ADN nó không có oligo A thì sao? Thì nó không có kết thúc độc lập yếu tố rho được. Cho nên là bây giờ nó sẽ chuyển sang là kết thúc phụ thuộc vào yếu tố rho. Cho nên nó nhờ có cái yếu tố rho này, khi mà nó nhận diện cái trình tự nhiều CXG ha, nhận diện cái trình tự nhiều CXG trên ADN xong đó, là nó tự động là gì, nó đi theo cái thằng ARN này, nó kéo cái thằng ARN này cắt đứt liên kết hydro giữa ARN với lại thằng ADN mạch gốc á, kéo ARN này ra khỏi cái sợi đôi với lại ADN nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ coi cái đoạn clip nhé về cái tiến trình phiên mã ha, từ cái phần khởi đầu cho tới cái kết thúc phiên mã nha. Bên này có ai không? Ok. Rồi, bây giờ mình coi ha. Rồi, tiến trình phiên mã đối với lại vi khuẩn thì nó sẽ xảy ra ở trong tế bào chất, tại vì nó không có mày nhân gì hết trơn, nó chỉ là một cái thể nhân vùng mày nhân thôi. Rồi bây giờ trên sợi ADN nè, đây là cái promoter, promoter của ProCa thì nó gồm có hai vùng, trừ 10 là TATAT ha, trừ 35 là TTGACA. Như vậy câu hỏi nè, cái vùng cộng một á, nó nằm ở đâu? Ở nằm bên phải cái promoter hay nằm bên trái cái promoter gì đó? Đúng rồi, cái vùng cộng 1 nó sẽ nằm bên phải của promoter. Tức là nó lại là cái promoter nó nằm ở đằng trước, còn vùng cộng 1 nó ở phía sau nha. Tiếp. Rồi thì cái enzyme ARN polymerase tức là holo enzyme á. Holo enzyme ARN polymerase tức là gồm có cái lõi xúc tác nè, với lại cái yếu tố sigma nè, nguyên cục này luôn. Nó gắn lên trên cái promoter. Rồi giờ hỏi nè, bây giờ khi mà nó gắn lên promoter như vậy thì cái phức hợp này, nguyên cái phức hợp giữa ARN polymerase với lại ADN nó mình gọi nó là nguyên cái phức hợp này là phức hợp đóng. Rồi sau đó nó mới chuyển thành là phức hợp mở. Rồi phức hợp mở có nghĩa là gì? Phức hợp mở có nghĩa là liên kết hydro giữa hai cái sợi giữa hai cái sợi ADN này nó bị đứt ra thì mình gọi nó là phức hợp mở. Như vậy thì khi mà liên kết hydro bị đứt ra như vậy rồi á, thì các cái ribonucleotide tự do nó đã tới cái vùng promoter này để nó tổng hợp ARN chưa? Alo. Khi mà phức hợp đóng chuyển thành phức hợp mở xong rồi là những cái ribonucleotide tự do nó có tới để mà nó gắn bắt cặp bổ sung với lại cái vùng promoter để mà nó kéo dài cái chuỗi ARN không? Để mà nó tổng hợp ARN không? Tức là cái vùng promoter này nó có được phiên mã ra ARN không? Nãy giờ cô giảng cái gì mà kêu là có vậy trời ơi, thiệt là tụt mút người hơn. Rồi cái vùng promoter á, là cái vùng để khởi động phiên mã thôi, cho nên nó là khi mà cái ARN polymerase nó bám lên đây nè,
thì nó chỉ khởi động phiên mã thôi à, chứ nó không có đem những cái ribonucleotide tự do tới để nó phiên mã các vùng promoter này nghe. Rồi mà nó chỉ thực sự phiên mã khi mà cái promoter, cái RNA polymerase này nó đi tới vị trí cộng một, nhớ nghe, đừng có sai nữa em. Rồi cái này gọi là cái bong bóng phiên mã nè, sợi khuôn là sợi phía dưới nha. Rồi RNA polymerase nó sẽ trượt tới vị trí cộng một, thì lúc này nó mới bắt đầu phiên mã đó, nó cắt đứt liên kết hydro đó, thấy chưa, đó lúc này nó mới bắt đầu phiên mã nè, những cái ribonucleotide tự do nó mới đi tới. À thì á cái này là cái mạch, cái màu xanh xanh này là cái mạch khuôn, cái màu cam cam này là cái mạch RNA đang được tổng hợp ha. Thì ở trên mạch màu xanh nó là T thì mạch RNA sẽ là nu A đi tới, là giữa A với T này là liên kết hydro. Rồi tiếp theo T cho nên là sẽ có một cái A đi tới, giữa A với T này vẫn là liên kết hydro, và giữa hai cái A này nó sẽ là liên kết phosphodiester để kéo dài cái chuỗi RNA ra ha. Thì khi mà nó kéo được khoảng 9-10 nu á, là nó lại đi bỏ dục đi. Rồi sau khi nào mà nó trên 10 nu rồi, nó khoảng chừng 12 nu đó, thì lúc này cái đầu 5 phải qua rãnh thông tin là cái đầu màu cam này nè, nó mới rời khỏi cái sợi đôi với ADN mạch khuôn, và đồng thời là cái lõi xúc tác á, và đồng thời cái lõi xúc tác nó chạy có một mình thôi, nó trượt có một mình thôi. Còn cái thằng yếu tố sigma đó ha, yếu tố sigma nó rời khỏi cái lõi xúc tác luôn để nó gắn vào một cái promoter, nó gắn vào một cái lõi xúc tác mới để nó khởi động phiên mã ở một cái vị trí khác trên ADN nha. Rồi mình coi nha, đó đó là các ribonucleotide tự do nó đi tới đó. Rồi mình có thấy không, quay lại một chút nè, đó mình thấy nó tự động không, cái đầu năm phẩy á, rèn thông tin này nó rớt ra khỏi cái sợi đôi với ADN để hai cái ADN này nó xoắn lại với nhau chứ, rồi để cho cái thằng RNA polymerase này nó trượt tiếp, xong rồi cái chỗ này nè, cái sổ phía trước này nè, nó sẽ tiếp tục mở xoắn ra chứ, để mà nó phiên mã chứ ha. Cho nên hai này nó phải gì, phải xoắn lại, thằng này nó muốn hai này xoắn lại thì này nó phải rớt ra đó. Rồi cái lõi, cái yếu tố sigma nó cũng rời khỏi cái lõi xúc tác luôn, nghe, khi tổng hợp được 12 nu thì rời khỏi lõi xúc tác và nó đi trực tiếp để nó tổng hợp. Rồi đó mình thấy không, nó tới với vị trí mới nè, khi tới vị trí mới thì tự động liên kết hydro bị đứt, xong rồi đó là ribonucleotide tự do đi tới rồi gắn bắt cặp bổ sung với sợi khuôn, rồi kéo dài cái sợi ARN ra theo cái liên kết phosphodiester được hình thành đó. Rồi tự nhiên người ta đang phiên mã chưa gì hết trơn, mới đang giai đoạn kéo dài phiên mã à, ribosome xuất hiện. Ribosome xuất hiện để chi, để dịch mã chứ để làm cái gì ha. Ribosome xuất hiện để dịch mã, cho nên mình nói là gì, phiên mã và dịch mã xảy ra đồng thời là vậy đó, đang kéo dài phiên mã chưa kết thúc mà đó. Thấy cái sợi màu xanh xanh này được tổng hợp không đó, cái sợi màu xanh xanh này là protein được tổng hợp rồi nè đó, còn phiên mã thì chưa xong nè, cứ đang phiên mã nè. Rồi bây giờ mình coi coi kết thúc này là kết thúc gì nha. Rồi cái kiểu kết thúc á mà nó có oligoe trên cái sợi khuôn, rồi như vậy thì cái kiểu kết thúc này là kiểu kết thúc độc lập với yếu tố rho, bởi vì nó đã có sẵn oligoe trên sợi khuôn cho nên đây là kiểu kết thúc độc lập với yếu tố rho này. Thì nó nhận biết được cái trình tự RNA polymerase á, nhận biết được cái trình tự kết thúc, tức là chỗ đây là chỗ mà nhiều GC đối xứng hai bên á, nên nó tạo được cái cấu trúc kẹp tóc. Rồi ở đây là oligoa với oligo liên kết yếu với nhau này, cho nên là gì, tự động cái ARN nó sẽ rơi ra khỏi cái sợi đôi với ADN. Ok ha. Rồi còn nếu mà kết thúc phụ thuộc vào yếu tố rho đó, thì rho nó sẽ gắn lên trên sợi ARN và đồng thời nó tẩy, nó kéo cái thằng ARN ha, cắt đứt cái liên kết hydro của ARN với ADN sợi khuôn á, kéo ARN ra khỏi cái sợi đôi với lại ADN.
Rồi, ok. Đó là mình xong cái phần phiên mã ở nhân nguyên thủy ha. Rồi bây giờ các bạn nè, bạn nào mình tóm tắt lại cho cô cái tiến trình phiên mã nhân nguyên thủy coi. Mình nhìn cái hình nè, mình tóm tắt lại cho cô coi. Mình tóm tắt lại mình mới nhớ được bài. Dạ cô ơi, em thử nha cô. Ok, nói em đi. Dạ, thêm đầu tiên là ARN polymerase sẽ đi theo chiều 3 phẩy tới 5 phẩy trên DNA, ADN. Đến vị trí bắt đầu phiên mã thì bắt đầu tổng hợp ARN. Rồi ARN khi mà cái đó gọi là cái gì mà làm gì được 10 ribonucleic cô em biết cái đó. Kéo dài được khoảng 10 Dạ, nu, khi mà ARN trên kéo 10 dài nu, được khoảng 10 nu, 12 trên nu. 10 nu, khoảng 12 nu thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ tách dần một đầu ra khỏi ADN và DNA, và ADN lúc đó sẽ bắt đầu là sẽ đóng xoắn lại. Tiếp theo thì ARN polymerase thì sẽ đọc trình tự mã hóa trên sợi khuôn bằng cách thêm vào các ribonucleotide, vào các A, G, U, C bằng nguyên tắc bổ sung và sẽ thành lập được các liên kết phosphodiester để giúp kéo dài chuỗi ARN và dùng MG và MN2 cộng để làm cofactor. Em thì nói vậy rồi. Hả? Mới có chiếu dài à, còn kết thúc nữa. À, dạ, kết thúc luôn đó cô. Dạ xong. Dạ, kết thúc là nói luôn cả hai cái phụ thuộc vào yếu tố pro và không luôn hả cô, hay là chỉ Đúng cần nói rồi. cái. Dạ Đúng rồi, thì nói cả hai kết luôn. thúc sẽ có hai loại là phụ thuộc vào yếu tố pro và không. Thì đầu tiên là sau khi hình thành có kết thúc đối xứng hai bên và có các liên kết hydro. Em không biết nói rõ, em nói theo cách em nghĩ nha cô. Dạ. Thì đầu tiên là mình sẽ có hai mặt là từ 3 phẩy tới 5 phẩy và từ 5 phẩy tới 3 phẩy, thì trên đó sẽ có là đối xứng hai bên và mình sẽ từ cái mặt đó mình sẽ thành cái mạch là mạch kẹp tóc có các liên kết hydro và từ đó hình thành được các liên kết phosphodiester, mà cái liên kết này thì nó kém bền nên ARN sẽ bị rời rời ra khỏi mạch ADN ở trên đó và tạo ra cái rời ra và tạo ra cái mạch Rồi ra thì nó tự phóng thích ra khỏi ADN rồi. Dạ. Xong rồi mình phải cần cái có cái yếu tố pro là enzyme helicase thêm cái thủy giải ATP để
hình thành cái mạch đó hả cô? Gì hình thành như nói vậy. Rồi được rồi, Em cảm không biết ơn dùng sếp. từ đó sao cô. Rồi ok. Rồi bây giờ nói chung là cũng hơi hơi được được rồi đó. Rồi bây giờ cô sẽ tóm tắt lại cho mình nghe một lần nữa ha. Rồi cảm ơn em. Em ghi họ tên và số sinh viên vào nha, để bạn tổng hợp cho em. Rồi bây giờ nè, nhìn đây ha, cái vùng màu vàng này á chính là vùng promoter. Như vậy thì đầu tiên á, enzyme ARN polymerase nó sẽ bám lên trên cái vùng promoter này để nó khởi động phiên mã. Thì mình nhớ lại là vùng promoter của vi khuẩn á, nó sẽ là vùng trừ 10 TATAT với lại vùng trừ 35 TTGACA ha. Rồi như vậy thì ARN polymerase sẽ bám vào cái promoter này, xong thì lúc đầu tiên phức hợp này nó sẽ là phức hợp đóng, tức là phức hợp giữa ARN polymerase với lại cái sợi ADN đôi á, là phức hợp đóng. Sau đó phức hợp này nó sẽ là phức hợp mở, tức là liên kết hydro giữa cái sợi đôi ADN này nó bị đứt ra ha. Rồi thì ribonucleotide tự do nó không có đi tới cái vùng promoter này để nó phiên mã đâu nha, mà thằng ARN polymerase này nó phải trượt tới cái vị trí cộng 1 thì nó mới bắt đầu những cái ribonucleotide tự do nó mới đi tới, và nó mới bắt đầu gắn bắt cặp bổ sung với lại cái sợi khuôn, và nó kéo dài cái chuỗi trên sợi RN ra. Thì nó kéo dài được khoảng là 12 nu nha, chính xác là được khoảng 12 nu. Thì á, nó cái đầu 5 phẩy qua rồi thông tin nó sẽ rơi ra khỏi cái sợi đôi với ADN, và đồng thời là cái yếu tố sigma á, nó không còn gắn lên trên cái lõi xúc tác nữa, mà cái lõi xúc tác này nó chỉ trượt có một mình nó thôi, nó trượt tiếp theo cái hướng là 3 phẩy đến 5 phẩy trên sợi khuôn á, để nó kéo dài cái sợi ARN thông tin ra đó. Thì khi mà nó kéo dài như vậy á, thì giữa cái ribonucleotide trên sợi ARN với lại AD với lại nucleotide trên ADN á, thì nó sẽ là hình thành liên kết hydro bổ sung, rồi A với T và G với C. Rồi còn giữa các cái ribonucleotide trên ARN với nhau á, thì nó sẽ là hình thành liên kết phosphodiester. À, tức là cái nu tự do của trong cái hình mình thấy là nu tự do là nó có ba gốc phosphát nè ha. Rồi các cái ribonucleotide nó sẽ gắn với nhau bằng liên kết phosphodiester để nó kéo dài cái chuỗi ARN ra. Thì nó kéo dài tới khi nào nó ngừng? À, nó kéo dài tới khi mà nó gặp một cái trình tự kết thúc kiểu đối xứng hai bên nhiều GC hoặc là ít C nhiều G ha. Rồi bây giờ nếu như mà ở trên cái sợi ADN đôi á, mà nó có oligo A, nó có 5 đến 6 cái adenine kế bên cái trình tự kết thúc, thì nó sẽ diễn ra cái hình thức là kết thúc phụ, kết thúc độc lập với yếu tố rho. À, tức là cái trình tự kết thúc trên ADN á, nó vẫn được phiên mã ra ARN thông tin, nó vẫn được phiên mã ra ARN. Sau đó thì nó sẽ tạo thành cái cấu trúc kẹp tóc như thế này, nhờ có cái kiểu đối xứng hai bên của cái trình tự kết thúc. Rồi đồng thời là gì, oligo A trên ADN thì ở trên ARN sẽ là oligo U, và giữa cái oligo A với oligo U này á, nó sẽ là liên kết yếu, liên kết hydro yếu, cho nên tự động cái phân tử ARN sẽ rơi ra khỏi cái sợi đôi giữa nó với ADN sợi khuôn, và nó sẽ kết thúc cái tiến trình phiên mã ha. Còn đối với lại kết thúc phụ thuộc yếu tố rho là khi mà kế bên cái trình tự kết thúc á, nó không có cái 5 đến 6 cái adenin, như vậy nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố rho, và rho này á, nó là một cái tiểu đơn vị gồm có 6 cái protein giống nhau, và nó sẽ gắn lên trên cái ARN, nó trượt theo ARN đi tới cái bong bóng phiên mã nè, và nó sẽ cắt đứt cái liên kết hydro giữa cái ARN này nè với lại cái ADN này nè, với cái ADN mà nó đang hình thành liên kết hydro đó. Đã cắt đứt liên kết hydro giữa ARN với ADN để làm gì, để kéo cái thằng ARN này ra khỏi cái sợi đôi giữa nó với ADN, phóng thích cái ARN này ra. Ok ha. Rồi như vậy bây giờ nhìn lên cái hình này cho cô biết nè, cái enzyme nào là enzyme enzyme nào là enzyme enzyme tắc mạch,
ADN trong quá trình mà nó sao chép, mà nó phiên mã. Lớp lớp chờ cô một xíu. Rồi, cô hỏi lại nè. Enzyme cắt đứt liên kết hydro, tức là enzyme làm tắc mạch trong quá trình phiên mã là enzyme nào? Dạ, ARN polymerase ra gì? Đúng rồi, enzyme ARN polymerase là enzyme mà tắc mạch, tức là phiên mã ARN polymerase nó bám lên trên sợi đôi ADN á, thì nó sẽ cắt đứt cái liên kết hydro giữa cái sợi đôi ADN này ha. Cắt đứt liên kết hydro có nghĩa là quá trình tắc mạch đó. Thêm rồi tiếp theo cái enzyme, cái tiểu phần mà đóng vai trò trong cái việc là gì, hình thành liên kết phốt pho diester giữa 3,OH với lại 5,phốt phát trên cái sợi ARN đang được kéo dài chuỗi á, là cái tiểu phần tên gì vậy? Là cái tiểu phần nào ở trên cái ARN polymerase? Ribonucleotide hả cô? Có nghĩa là không phải ribonucleotide, là cái cô đang hỏi là cái lõi xúc tác á, cái lõi xúc tác á của ARN polymerase nó sẽ đóng vai trò là hình thành liên kết phosphodiester giữa 3,OH của cái nung mới này với lại 5,phosphat của cái nung cũ này, ha, đóng vai trò hình thành liên kết phosphodiester, khoan, phosphodiester là giữa 5,phosphat của nung mới với lại 3,OH của nung cũ để kéo dài chuỗi ra. Rồi vậy cô hỏi tiếp nè, cái tiến trình kéo dài chuỗi này á là nó xài nucleotide tự do mấy gốc phosphat rồi nó giải phóng mấy gốc phosphat? Rồi hỏi lại nè, tiến trình kéo dài chuỗi ARN á, ha, nó sử dụng nucleotide tự do mấy gốc phosphat phát, rồi sau cái tiến trình đó, sau cái tiến trình kéo dài chuỗi đó thì nó giải phóng mấy gốc phosphat phát? Ủa sao vậy mấy đứa? Trên hình nó có rồi nè, sao mấy đứa vậy? Trên hình có Thôi giáo thôi không không nó nucleotide tự do có mấy gốc phosphat phát. ba giáo thôi cô. Nucleotide tự do nè, có ba gốc phosphat phát nè. Bây giờ sau khi mà nó gắn vô đây rồi thì nó sẽ giải phóng mấy gốc phosphat phát. Nó giống như phản ứng sao chép thôi, có gì đâu, phản Bốn ứng hả sao cô? chép. Gắn ba giải phóng bốn. Trời ơi, lúc đầu có ba hà, mà đâu ra là bốn mà giải phóng vậy? À, em lộn hai à cô, hai. Giải phóng hai gốc phosphat, trời ơi thiệt chứ. Rồi ok, rồi vậy đi, tạm thời vậy đi.
Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ nói sang một tí của tế bào phiên mã tế bào nhân thật nha. Phiên mã tế bào nhân thật thì nó xảy ra trong nhân và nhiều loại enzyme ARN polymerase tham gia vào quá trình phiên mã. Thì trong đó ARN polymerase số 1 nó sẽ phiên mã ra ARN ribosome. ARN polymerase số 2 sẽ phiên mã ra ARN thông tin. Và ARN polymerase số 3 sẽ phiên mã ra tRNA, ARN ribosome 5S, ARN nhân nhỏ và ARN tế bào chất nhỏ. Thì chỗ này nè, mấy đứa lại để ý chỗ này cho cô nè. Chỗ này là cô nói ARN ribosome, thì chỗ này là gồm có ARN ribosome nào? Bởi vì ở dưới này nó lại là thêm một cái ARN ribosome nữa nữa, thấy không? Đó, thì ARN polymerase 1 có nó phiên mã cho các cái loại ARN ribosome là gì? Ở đây là nhân thật nha. Cho nên là có những cái loại ARN ribosome là gì? 28S, 18S với lại 5.8S. Tại vì cái 5S này á, nó được phiên mã bởi ARN polymerase số 3 rồi. Cho nên nó không có mặt ở trên này nữa đâu nghe. Hôm bữa trước học ARN ribosome của nhân thật nó có 4 loại lận. 28, 18, 5.8 với 5. Bây giờ 5 á, thì được phiên mã bởi thằng số 3 rồi. Cho nên thằng số 1 này là ba cái còn lại. Ok nha. Rồi. Và về cơ chế thì nó tương tự với tế bào nhân nguyên thủy nhưng mà phức tạp hơn. Và cái bản phiên mã đầu tiên là tiền ARN ribosome á, tiền ARN á, nó phải trải qua quá trình biến đổi xong rồi nó mới tiến hành dịch mã ha. Rồi thì ở trong cái ADN á, ADN ở trong 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 tế bào á thì phần lớn nó sẽ ở cái trạng thái là gì? Mình có cái dị nhiễm sắc với lại nguyên nhiễm sắc ha. Rồi. Ở trong tế bào á thì phần lớn là ADN nó sẽ ở cái trạng thái là nó đóng xoắn rất là chặt. Mà cái trạng thái mà đóng xoắn chặt á thì nó gọi là dị nhiễm sắc, tức là nó sẽ trơ với phiên mã. Còn cái trạng thái mà đóng xoắn lỏng á thì nó gọi là nguyên nhiễm sắc. Và nó chỉ có 10% ADN là nó ở cái trạng thái là nguyên nhiễm sắc, là đóng xoắn lỏng lẻo thôi, thì nó sẽ tham gia vào quá trình phiên mã nha. Tức là phần nhỏ là nó phiên mã thôi, còn phần lớn là nó trơ với sự phiên mã, nó đóng xoắn chặt chẽ. Rồi bây giờ cô sẽ nói về cái phiên mã do ARN polymerase số 2 ha. Thì phiên mã do ARN polymerase số 2 tức là phiên mã ra ARN thông tin đó, thì ở đây á là gì? Cái lưu ý ở đây đối với phiên mã của nhân thật so với nhân nguyên thủy á là ở chỗ này nè. Cái ARN polymerase nó không trực tiếp gắn vào promoter, mà cái trực tiếp gắn vào promoter chính là cái yếu tố phiên mã. Yếu tố phiên mã đó là một số cái phân tử protein nha. Yếu tố phiên mã sẽ nhận diện gắn trực tiếp vào promoter để mà khởi động phiên mã. Rồi sau đó đó thì cái ARN polymerase nó mới gắn vào cái vị trí xuất phát để nó bắt đầu phiên mã. À. Rồi. Cái ý thứ hai trong cái phiên mã này là ARN thông tin, nó chứa thông tin của một gen. Tức là nó quy định một trình tự gen duy nhất thôi. Và sau khi phiên mã hoàn tất thì nó phải biến đổi ARN thông tin rồi nó mới dịch mã. Rồi, thì ở trên phiên mã do ARN polymerase số 2 ha, là cái nó gồm có các cái promoter mình tham khảo. Cái promoter nó gồm có 3 vị trí. Cái này là vị trí cộng 1 á, là bắt đầu phiên mã. Thì cái hướng từ bên trái sang bên phải thì dấu mũi tên màu đỏ này nè là hướng phiên mã nè. Còn đi ngược lại chỗ này là cái promoter này. Thì nó có 3 cái vị trí promoter. Trừ 25 là TATAAT. Trừ 80 là CAAT. Và trừ 100 là vị trí thay đổi đó, là nó là hộp GC nha. Rồi tiếp theo. Đây là biến đổi sau khi phiên mã xong.
thì phiên mã xong rồi đó thì nó mới gọi là tiền array thông tin thôi, tức là HN array nhân không đồng nhất đó, rồi nó mới bắt đầu biến đổi để nó tạo thành array thông tin trưởng thành. Thì nó biến đổi cái gì? Nó sẽ biến đổi theo ba bước này, giống như bạn mà mình có học á, là gắn chót vào đầu năm phẩy. Đây đây là cái sợi ADN của OK nè, thì trên ADN của OK đây ha, bây giờ nó sẽ phiên mã thì nó tạo ra tiền array thông tin. Thì trên cái tiền array thông tin này, ngay cái vùng mã hóa này nè, cái vùng mã hóa này nó là exon intron xen kẽ nhau, exon intron xen kẽ nhau rồi. Thì bây giờ nó sẽ biến đổi bằng cách là gì? Nó gắn chóp ở đầu 5 phẩy, cái chóp này tên là chóp 7 methyl guanosine nè, và nó gắn một cái đuôi ở đầu 3 phẩy là dubolia này. Rồi nó biến đổi tiếp đó là nó sẽ cắt hết intron và nối exon trở lại, thì nó chỉ còn cái vùng này là vùng mã hóa, là chỉ có exon thôi, không còn intron nữa. Và cái vùng mã hóa này là nó chứa thông tin quy định của một trình tự gen duy nhất thôi, cho nên là khi mà nó dịch mã đó, nó cho ra có một loại protein tương ứng thôi nghe. Rồi đây là những cái điểm khác và giống nhau của phiên mã và sao chép, thì mình giải thích chỗ này. Giống nhau là có nhiều protein liên quan, có nghĩa là nó có các cái enzyme ví dụ như là phiên mã đi, thì nó có enzyme RNA polymerase, rồi nó có yếu tố phiên mã là các cái protein đó, hoặc là sao chép đi thì nó có enzyme helicase, một đống cái enzyme sao chép đó ha. Rồi có điểm khởi đầu xác định, thì ở phiên mã điểm khởi đầu đó là promoter, thì ở sao chép điểm khởi đầu đó nó sẽ là điểm ori. Rồi nó có ba giai đoạn khởi đầu nối dài với kết thúc. Sự phiên mã khác với sao chép chỗ nào? Phiên mã nó có vị trí khởi đầu biến thiên. Hồi nãy cô có nói với mình là gì? Cái promoter của phiên mã là nó sẽ khác biệt một tí, nó sẽ chênh lệch một tí so với trình tự chung. Rồi, nó không cần có đoạn mồi, bởi vì enzyme RNA polymerase tự kéo dài chuỗi được theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy, chứ nó không cần mồi. Cái thứ ba nữa là phiên mã thì nó chỉ có một sợi ADN làm khuôn mẫu thôi. Mình còn nhớ sợi nào làm khuôn mẫu không? Phiên mã chỉ có một sợi ADN làm khuôn mẫu, mình còn nhớ sợi ADN 3 nào làm phẩy khuôn tới mẫu? 5 phẩy cô. Đúng rồi, sợi 3 phẩy đến 5 phẩy là sợi khuôn mẫu. Và cái cuối cùng là điểm kết thúc được xác định trước, tức là điểm kết thúc của nó là cái vị trí nhiều GC hoặc là nhiều CXG và có cái hiện tượng là đối xứng hai bên. Là mình nghĩ thôi nha, tuần sau mình tiếp tục.